chương 2442 đánh thẳng vào. Chu Tương Võ Đình, vạn thống giới mạnh nhất đạo thống một trong, thậm chí có người nói, ngoại trừ Dương Minh giáo bên ngoài, không có cái nào đạo thống có thể so Chu Tương Võ Đình càng cường đại hơn rồi. Chu Tương Võ Đình chính là chế từ ở Võ Tổ chi thủ, Võ Tổ trúc luyện Chu Tương Võ Đình cái này đạo thống thời điểm, đã từng tốn hao không nhỏ tâm huyết. Võ Tổ tại vạn cổ đến nay thủy tổ ở bên trong, hắn cũng là một cái giàu có truyền kỳ sắc thái thủy tổ. Võ tổ, hắn đã từng bị người xưng chi vì võ đạo vô song, thức thuật đệ nhất. Đồn đã nói, võ tổ từng tại lúc còn trẻ thấy một phương thiên thạch, phía này thiên thạch khắc ghi có một quyển thiên thư, cái này một quyển thiên thư đại đạo huyền ảo vô song, võ tổ xem chi, được ích lợi không nhỏ, từ nay về sau sáng chế ra tự mình đại đạo, kinh diễm tuyệt thế. Cũng có đồn đã nói, đúng là bởi vì võ tổ xem được cái này một phương thiên thạch, cuối cùng mới có thể sáng chế, võ tổ 12 thức, loại này kinh diễm tuyệt thế thức thuộc đến. Hành tẩu tại chu tương võ đình cả vùng đất, ngươi sẽ cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng lực lượng tại chấn động. Nhưng cái này cổ cường đại vô cùng lực lượng cùng rất nhiều đạo thống lực lượng lại không đồng dạng. Rất nhiều đạo thống lực lượng tại chấn động thời điểm, nó tự là thuần túy lực lượng, đây là thủy tổ tế luyện đạo thổ thời điểm lưu lại lực lượng, nhưng là chu tương võ đình đạo thống lực lượng tại chấn động thời điểm, nhưng lại có thâm ảo võ ý, tự hồ mỗi một sợi lực lượng tại chấn động thời điểm đều chất chứa có từng chiêu từng thức đồng dạng, mười phần huyền diệu. Cũng chính bởi vì như thế, mỗi cái bước vào chu tương võ đình người đều có được như thế rõ ràng cảm thụ. Cũng chính bởi vì như thế, có đồng đại nói, năm đó võ tổ tế luyện chu tương võ đình thời điểm, đem hắn cả đời tuyệt học đều dung nhập toàn bộ đạo thống mỗi một tất trong đất buồn, bao quát rồi võ tổ 12 thức cho nên nếu như ngươi tham ngộ ngộ chu tương võ đình đạo thống lực lượng vậy ngươi liền có thể tìm hiểu chu tương võ đình công pháp nhưng trên thực tế rất nhiều cái đến tu sĩ cường giả đều đã từng thử qua nhưng đều không ai có thể thành công đồn đãi nói chỉ có tu luyện qua võ tổ tâm pháp người mới có thể lĩnh hội ra một điểm huyền diệu đến hành tẩu tại chu tương võ đình mặt đất phía trên lý thất giả cười nhạt một tiếng nói ra cảm giác quen thuộc quen thuộc luật vận, hết thảy đều từ một chữ diễn sinh mà đến. Lý thất dạ chậm rãi mà đi, nhìn như chậm, nhưng ngắn ngủi thời gian ở trong, hắn liền vượt qua thiên địa, tới rồi chu tương võ đình võ đình ở ngoài. Đem làm lý thất dạ còn không có tới gần võ đình thời điểm, tự gặp một người, người này toàn thân trường bào che lồng, xem không rõ ràng diện mục, cũng không biết rõ là người phương nào. Lý công tử, ta nhận ủy thác của người, có một phong thư, thỉnh lý công tử xem qua. Người này xuất hiện về sau, liền vì Lý Thất Dạ đưa lên một phong thư. Tùy theo biến mất. Lý Thất Dạ mở ra thư từ xem xét, sau khi xem xong, cười cười, tùy theo thư từ bị đốt cháy thành tro. Bức thư này đúng là Võ Băng Ngưng tự tay viết, Võ Băng Ngưng tại trong thư là vì Chu Tương Võ Đình cầu tình, dù sao nàng là xuất thân từ Chu Tương Võ Đình, nàng cũng không muốn nhìn xem Chu Tương Võ Đình tại Lý Thất Dạ trong tay tan thành mây khói. Nhà đầu kia Lý thất dạ cười cười, lắc đầu, đương nhiên, phải chăng đồ diệt chu tương võ đình, hắn tự có đúng mực. Đứng tại võ đình bên ngoài, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy toàn bộ võ đình là hào hùng khí thế, ở chỗ này. Chính là tự thành thiên địa, tự như hóa thành một phương thánh địa. Chu tương võ đình, chính là một cái đạo thống, toàn bộ đạo thống tự thành một cái thế giới, rộng lớn vô biên, tông môn thế gia quá nhiều, cường đại môn phái thế gia cũng là hơn một ngàn nhiều mà chu tương võ đình chân chính quyền lực trung tâm vậy ở chỗ võ đình từ khi võ tổ thành lập chu tương võ đình bắt đầu võ đình tự là chu tương võ đình hiệu lệnh thiên hạ địa phương chỉ thấy toàn bộ chu tương võ đình nguy nga không gì sánh được tại võ trong đình hữu thần phong chống trời cũng có cự điện lơ lửng giữa trời càng có nhật nguyệt treo trên cao trên trời toàn bộ võ đình tự tự như một cái thế giới đồng dạng trong này có giang hải sông núi có thánh tích thần thổ trên bầu trời có dao long bay lượn, cả vùng đất có thủy thú bôn tẩu, như thế một phiến thiên địa, cái kia quả thực tự là thánh thổ. Nhìn trước mắt võ đình, lý thất dạ nở nụ cười một chút, lúc này võ đình chính là đạo môn đóng chặt, tự hồ cũng không có mở cửa đón khách ý tứ. Trên thực tế, giờ này khắc này, võ đình cái kia cao vút trong mây trên tường thành, mỗi một vị thủ thành binh sĩ đều khẩn trương không gì sánh được mỗi một sĩ binh đều chặt chẽ cầm chặt tự mình trường thương trong tay, khắc nghiệt khí tức tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ một bước bước vào võ đình, lúc Lý Thất Dạ một bước bước vào võ đình thời điểm, cái kia cao lớn cứng trắng cửa thành dưới chân của hắn tự dường như giấy đồng dạng, một bước bước ra, toàn bộ cửa thành tự thoáng cái nứt vỡ, thậm chí toàn bộ võ đình đều đông đưa một chút, tại Lý Thất Dạ một cước này phía dưới, có thể đem vạn dặm chiều dài tường đạp sụp đổ. Bá đạo, đệ nhất hung nhân tựu là đệ nhất hung nhân. Không người có thế so. Chứng kiến lý thất dạ vừa đến, tự một cước đem chu tương võ đình cửa thành cấp đạp được nát bấy, cái này nhường rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, không ít người âm thầm dựng lên nhiều ngón cái. chu tương võ đình, bị người nổ nát cửa thành, đó là bao nhiêu cái thời đại sự tình trước kia rồi coi như là đạo thống thế hệ trước cường giả cũng không khỏi cười khổ một cái. Phóng nhãn thiên hạ, có mấy người dám vừa đến đến sẽ đem chu tương võ đình cửa thành thẳng nhẹ dẫm toái, đây quả thực là đang tại người trong thiên hạ khuôn mặt hung hăng rút chu tương võ đình một bạc tai. Đây là muốn cùng chu tương võ đình thề không lưỡng lập, không phải người chết chính là ta mất mạng. Phanh, 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 từng đợt rơi xuống đất thanh âm vang lên, ngay tại lý thất dạ đạp toái võ đình cửa thành thời điểm, từng cái ăn mặc thiết giáp cường giả từ trên trời giáng xuống, cái này từng cái thiết giáp cường giả từ trên trời giáng xuống, từng cái thiết giáp cường giả trên thân đều tràn nập mãnh liệt không gì sánh được sát khí. Ken, 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 từng tiếng kim minh thanh âm vang lên, chỉ thấy cái này từng cái thiết giáp cường giả nháy mắt là một thanh đem trường thương nộ chỉ lý thất dạ. Bọn hắn trường thương chính là hàng quan bắn ra bốn phía, thậm chí nghe được đùng thanh âm vang lên, thiểm điện dung qua rồi thương của bọn hắn tim tự như bọn hắn trường thương mang theo thiên phạt lực lượng đồng dạng bất luận cái gì người cũng phải thu được chế tài võ đình cấm vệ quân chứng kiến cái này từng cái thiết giáp cường giả từ trên trời giáng xuống có đại giáo trưởng môn nói ra xem như chu tương võ đình cường đại nhất quân đoàn một trong cũng không biết rõ bọn hắn có thế nào đòn sát thủ rồi người đến thỉnh lui ra lúc này trường thương nộ chỉ lý thất dạ lạnh lùng nói nhập võ đình người phải phục võ đình quy củ bái sơn môn nếu không đây này đối phương vẫn chưa nói xong lý thất già dạ tự cười nhạt một tiếng tiếp được hắn mà nói nếu không coi là mạo phạm võ đình xâm lấn võ đình thiết giáp cường giả lạnh lùng nói đối với võ đình cấm vệ quân mà nói bất luận cái gì người muốn theo vũ lực bước vào võ đình cái kia đều là đối với bọn hắn khiêu khích bọn hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh không cần coi là lý thất giả đánh gãy hắn mà nói vừa cười vừa nói ta chính là mạo phạm các ngươi võ đình tựu là xâm lấn các ngươi võ đình cũng không biết rõ các ngươi làm tốt chuẩn bị không có giết thiết giáp cường giả nghe nói như thế lập tức giận dữ quát lên điên cuồng một tiếng ken 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 thanh âm vang lên chỉ nghe được từng đợt thương minh thanh âm vang lên mỗi một cây trường thương đều nháy mắt chấn thiên mà lên mũi thương hàng quan nháy mắt phun ra nuốt vào mỗi một bả mũi thương phúng dũng ra đến hàng mang tự như trường đau bình thường, duệ không thể đỡ. Rất tốt, thành toàn các ngươi. Đối mặt gần đây ngàn trường thương đánh hụt mà đến, lý thất dạ chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiện tay một ngón tay, nghe được ông một thanh âm vang lên, tự như là một cái thế giới tại trong tay của hắn sinh ra đồng dạng, chỉ thấy một cái thế giới trong tay hắn như vậy ống ánh sáng long lanh, ngôi sao sáng chói. Lui ra, vừa lúc đó, một tiếng quát khẽ vang lên, nhưng cái này đã muộn. Xuy, 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 từng tiếng vang lên, máu tươi cùng phun. Ở này trong một chớp mắt, lý thất dạ trong tay tạo ra thế giới ném một cái mà ra. Cái này rất giống là đem một cái thế giới tạo thành phi đao đồng dạng ném ra ngoài, coi như một kiện ám khí. Thử nghĩ một chút, một cái thế giới tựa như phi đao đồng dạng lượng vòng chém tới. Đó là cỡ nào chuyện kinh khủng, quản chi võ định cấm vệ quân về lại thương hộ thể nhưng cái kia đều đã là không làm nên chuyện gì rồi một cái thế giới tựa như phi đao bình thường xoáy trảm mà đến lại để cho người như thế nào có thể đỡ nổi đâu này trong khoảng thời gian ngắn máu tươi bắn tung tóe từng cái cấm vệ quân cường giả đầu cao cao bay lên cột máu xì ra trên không trung tựa như máu tươi đồng dạng tách ra cuối cùng bầu trời tựa như trời mưa huyết vũ đồng dạng làm ướt mặt đất trong nháy mắt gần ngàn cấm vệ quân cường giả toàn bộ bị chém đầu một chiêu cũng chưa tới toàn bộ bị lý thất giả chém giết tại lý thất giả trước mặt bọn hắn căn bản cũng không có đối kháng lực lượng song phương chênh lệch thật sự là quá mức cách xa rồi chứng kiến như vậy một mạng không biết rõ có bao nhiêu xem náo nhiệt cường giả đều hút một hơi hơi lạnh cũng không khỏi vì đó sợn hết cả gai ốc quản chi chu tương võ đình cường đại nhất quân đoàn một trong tại lý thất giả trong tay đó cũng là không chịu nổi một kích lý thất giả đáng sợ lại một lần nữa khiến người lĩnh giáo đến rồi nhỏ như vậy tràn diện, quá nhường ta thất vọng rồi. Lý thất dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Khai mở một nhân hạng. Vừa lúc đó, võ trong đình vang lên một vị bà lão thanh âm, không ít người xem xét, đây chính là chu tương võ đình lão tổ truy phong thần ẩu, long tượng võ thần đệ tử. Thật sự là không đến hoàng hà tâm bất tử. Nhìn xem truy phong thần ẩu, lý thất giả lắc đầu, vừa cười vừa nói tiểu súc sinh, có bản lĩnh qua rồi một nhân hạng lại nói khoác không biết ngượng. Truy phong thần ẩu nghiêm túc kêu một tiếng. Đối với lý thất dạ, nàng là hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi. Lúc đó tại người trong thiên hạ trước mặt, tại trước mắt bao người. Nàng bị lý thất dạ như thế nhục nhã, đối với nàng mà nói, không báo thù này, nàng thề không làm người. Huống chi, nàng là chu tương võ định cùng một gia quan hệ thông gia nhất kiên định người ủng hộ, là nàng tự tay thúc đẩy cái này một việc hôn sự đấy, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hoại, bất luận cái gì người dám phá hoại việc hôn sự này, liền giết không xá. Thật sự khiến người có chút thất bại, cái gọi là vạn thống giới đệ nhất cường giả điều động dạy dỗ đệ tử, cũng không quá đáng là như vậy mà thôi. Lý thất giả vừa cười vừa nói. Tiểu súc sinh. Ngươi cứ tiếp tục nói khoác không biết ngượng a, à, một nhân hàng sẽ đem ngươi khốn chết đấy truy phong thần ẩu sắc mặt khó coi tới cực điểm, nghiêm túc kêu một tiếng nói ra. Vừa lúc đó, oanh, 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 từng đợt nặng nề thanh âm vang lên, chỉ thấy sương mù tràn ngập, mặt đất đông đưa một chút, giống như dưới mặt đất ở trong chỗ sâu có cái gì muốn chậm rãi được đưa lên đồng dạng. Chương 2443, một nhân hạng, lúc này sương mù tràn ngập tại ở giữa thiên địa bao phủ từng cái đường đi tựa như tiến nhập một cái mê ly thế giới đồng dạng rất nhanh tràn ngập ở không trung sương mù tùy theo từ từ tiêu tán xuất hiện tại lý thất dạ trước mắt cái kia là một đầu dài dài đường đi tựa hồ dài như vậy dài đường đi không có cuối cùng đồng dạng cái này một đầu đường đi rất cổ xưa tựa hồ nó là xây dựng vào một cái mười phần cổ xưa niên đại đồng dạng năm tháng chảy qua đánh bóng lấy hết thảy cũng ở đây một đầu trên đường phố lưu lại dấu vết. Cái này một đầu cổ xưa đường đi hai bên trái phải chính là dương liễu đông đưa, một bộ lục ý dạt vào dáng dấp, càng dịu chính là, cái này một đầu dài dài đường đi hai bên trái phải căn phòng đều là do vật liệu gỗ chỗ dựng mà thành. Kể từ đó, cảnh này khiến cái này một đầu đường đi càng lộ ra đơn giản hào phóng, có một loại nói không nên lời vận luật, có một loại nói không nên lời tiết tấu. Một nhân hạng chứng kiến như vậy một đầu phong cách cổ xưa đường đi, có đạo thống lão tổ không khỏi thì thào nói. Chứng kiến như vậy một đầu cổ xưa đường đi, rất nhiều người đều nhìn không thấy manh mối gì. Như vậy một đầu cổ ngõ hẻm chính là cổ ý giạc dào, có nói không nên lời thoải mái, thậm chí có thể nói là tràn đầy tình thơ ý họa. Một nhân hạng làm sao vậy? Cho dù thiên tài cấp bậc vãn bối cũng nhìn không ra cái này một nhân hạng có cái gì kỳ diệu chỗ, lại hỏi đạo thống lão tổ nói ra, một nhân hạng là chu tương võ đình rất cường đại cơ quan, đồn đại nói, một nhân hạng chính là do võ tổ tự tay sáng chế, mỗi đi một bước, chính là nhất thức, nghe nói có thể đi đến toàn bộ một nhân hạng liền có thể thông thạo chu tương võ đình chiêu thức. Hơn nữa cái này từng chiêu từng thức, đều có được lấy thủy tổ lực lượng, cho nên cho tới nay một nhân hạng là chu tương võ đình khảo nghiệm chân đế địa phương, nói cách khác, nói chung, chỉ có cường đại chân đế mới có thể đi đến cả đầu một nhân hạng hôm nay không có nghĩ đến truy phong thần ẩu lại đem một nhân hạng dùng tại một ngoại nhân trên thân mặc dù nói chu tương võ định ra một ít chân đế nhưng cũng không phải từng cái chân đế đều đi đến một nhân hạng đấy chân chính đi đến cả đầu một nhân hạng đấy cũng có người nói không cao hơn năm vị một cái khác lão tổ bổ sung một câu như vậy nghe thế vị đạo thống lão tổ mà nói trong khoảng thời gian ngắn vô số người cũng không khỏi ổn định hô hấp nhìn trước mắt một màn này. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút lý thất giả dạ đến tột cùng là thế nào đi qua trước mắt một nhân hạng đấy. Không ít người cho rằng lý thất giả dạ có thể đi qua một nhân hạng cũng không kỳ quái, dù sao hắn là có tư cách cùng long tượng võ thần quyết đấu người, vấn đề là lý thất giả dạ sẽ theo thế nào thủ đoạn cùng tư thái đi qua cái này một nhân hạng đâu này. Nhìn trước mắt một nhân hạng, lý thất giả dạ nở nụ cười một chút, một bước bước đi ra ngoài. Đem làm lý thất dạ một bước đi qua nháy mắt. Một cái mộc trưởng xuất hiện, cái này một cái mộc trưởng đánh tới, kẹp lấy thủy tổ chi uy, đáng sợ nhất chính là cái này một cái mộc trưởng chính là bao hàm ngôi sao chi lực. Trong trưởng ngôi sao, một trưởng đánh tới giống như là một cái tinh không trấn áp xuống, tự như có vô cùng vô tận lực lượng đồng dạng. Như vậy một trưởng đánh tới, có thể băng diệt đăng thiên chân thần, thối lui bất hủ, đích thật là đáng sợ vô cùng nhưng là, đối mặt cái này đánh tới một chưởng, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng chọn lấy một chút, liền bước ra bước thứ hai rồi, đem làm hắn bước thứ hai đạp mạnh ra thời điểm. Một ngón tay ngang đến, đây là một cái mộc chỉ. một chỉ phá khung, toái nhật nguyệt tinh thần, một ngón tay phía dưới, bao hàm có hơn 800 chủng biến hóa, nháy mắt phong tuyệt Lý Thất Dạ đường đi, bốn phương tám hướng tuyệt sát nháy mắt quanh đến. Một ngón tay phá không tới, Lý thất dạ cũng chỉ là nhẹ nhàng mà khấu một chút mà thôi, tại đây trong một chớp mắt, hắn đã là bước ra bước thứ ba rồi. Bước thứ ba đến, ngay tại nháy mắt, một quyền oanh đến, một quyền oanh phía dưới, như Phật Đà Hàng Ma, Chí Cương Chí Dương, hết thảy mị si võng lượng đều chắc chắn tan thành mây khói. Như thế một cái một quyền oanh đến, lý thất dạ cũng chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy mà thôi, liền bước ra bước thứ tư. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, đây hết thảy dùng bút mực nói đến là chậm nhưng là lý thất dạ nhịp chân nhanh được không cách nào hình dung không gì sánh kịp thoạt nhìn lý thất dạ nhịp chân tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh ít nhất không giống thiểm điện đồng dạng thoạt nhìn hắn từng bước một đi qua uyển như nước chảy mây trôi hết thảy đều là như vậy trôi chảy hết thảy đều là như vậy thông dong tự tại trên thực tế tại đây từng bước một đi qua thời điểm lý thất dạ tốc độ đã là nhanh tới cực điểm rồi theo hắn phóng ra bước đầu tiên cùng phóng ra một bước cuối cùng, đây chẳng qua là nháy mắt mà thôi, thậm chí có thể nói, cái này hai bước ở giữa chênh lệch vậy cũng chẳng qua là, vèo, một tiếng khoảng cách mà thôi. Không chút nào khách khí nói, lý thất dạ theo bước đầu tiên đến một bước cuối cùng, không kém theo cùng một cái thời gian, hoàn toàn đồng bộ đồng dạng, hắn theo một nhân hạng ngõ hẻm đầu xuyên thủng cuối hẻm, tự như thiểm điện nháy mắt xẹt qua đồng dạng, như vậy thời gian ngắn có thể đi tưởng tượng rồi. Mọi người xem đến lý thất dạ dường như hành vân lưu thủy bình thường đi qua một nhân hạn. Cái kia chẳng qua là bởi vì lý thất dạ tốc độ quá là nhanh, hắn tại đây trong một chớp mắt xuyên qua một nhân hạn, cảnh này khiến tất cả mọi người chứng kiến như vậy một màn, vậy cũng chẳng qua là thời gian trệ ngừng phía dưới lưu lại đến tàn ảnh mà thôi. Ngay tại lý thất dạ cất bước nháy mắt, bước tiếp theo đã đứng ở một nhân hạn cuối cùng, có thể nói ở này, vèo một tiếng tầm đó, liền đứng ở truy phong thần ẩu trước mặt phanh, phanh, phanh. Ngay một khắc này toàn bộ một nhân hạng vang lên từng đợt nước vỡ thanh âm, chỉ thấy từng con một trưởng, một quyền, một chỉ đều nhau nhau đất sụp toái. Có một trưởng vốn là trong trưởng ngôi sao, nhưng là một trưởng phong đến thời điểm, lực đạo quá mạnh, trong trưởng ngôi sao cởi trưởng mà ra, nháy mắt không bị khống chế, một trưởng bị thoát ly bay ra ngôi sao túng đến nước vỡ, có một chỉ một ngón tay ngang thiên, phá nhật nguyệt tinh thần, cái này một ngón tay hết thảy lực lượng đều gắn kết tại một điểm phía trên, lực phá hoại chi khủng bố, để cho người không cách nào tưởng tượng, nhưng là điểm này lực lượng thông đạo nháy mắt bị phong ấn. Hết thảy lực lượng đều bị ngăn ở một ngón tay bên trong, nháy mắt một ngón tay nổ tung rồi. Cũng có một quyền trấn giết mà xuống, như kim cương hàng ma, bốn phương tám hướng trấn giết mà đi, tại lúc này tuyệt sát phía dưới, tự hồ hết thảy lực lượng đều thoáng cái không khống chế được toàn bộ không gian bị hút ra đồng dạng bốn phương tám hướng trấn phong mà đến lực lượng phản nghênh trên xuống trùng kích lên oanh kích mà hạ cái này một cái một quyền tại quanh một tiếng vang thật lớn phía dưới toàn bộ một quyền bị nó bản thân tuyệt sát trấn phong lực lượng chỗ nổ nát theo bước đầu tiên lên đến một bước cuối cùng đối mặt một nhân hạng trong uy lực vô cùng mỗi một chiêu mỗi nhất thức lý thất già chẳng qua là rỗi rảnh nhạc mà đối đãi mà thôi chỉ là nhảy lên một khấu nắm lấy Vâng, vâng như vậy từng cái mờ ám mà thôi, hắn ra tay mười phần tự nhiên, hơn nửa mười phần nhẹ nhõm, không có kinh thiên uy lực, rất đơn giản từng cái mờ ám mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng toàn bộ mộc nhân hạng đều không chịu nổi mộc nhân hạng trong hết thảy chiêu thức sụp đổ, tại đây trong một chớp mắt, mộc nhân hạng bị bản thân từng chiêu từng thức oanh được nứt vỡ, tại đây oanh, 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 từng đợt nổ vang thanh âm, chỉ thấy toàn bộ mộc nhân hạng sụp đổ cả đầu thật dài của ngõ hẻm khắp nơi sụp đổ nứt vỡ, thoáng cái hóa thành phế tích. Đây cũng không phải là là lý thất giả nứt vỡ một nhân hạng, mà là một nhân hạng bản thân từng chiêu từng thức không khống chế được, đem cả tòa một nhân hạng oanh được nứt vỡ, sụp đổ thành phế tích. Chứng kiến toàn bộ một nhân hạng nháy mắt nứt vỡ, tất cả mọi người đều nghẹn hồng nhìn trân trối, bởi vì rất nhiều người căn bản cũng không có nhìn rõ ràng lý thất dạ là thế nào ra tay đấy, thậm chí mọi người cũng không biết lý thất giả đến tột cùng dùng cái dạng gì chiêu thức. Diệu. Thật là khéo rồi. Có cường đại đạo thống lão tổ thật vất vả mới nhìn ra một ít mánh khóe, không khỏi sợ hãi tháng phục một tiếng, diệu đến đỉnh hào, tại đỉnh hào, thành bại tầm đó chỉ kém một đường mà thôi. Như vậy một màn đối với có thể hiểu được lão tổ mà nói, cái kia thật sự là quá trung động rồi, bởi vì lý thất giả ra tay không có chút nào lãng phí lực lượng của mình, giơ tay nhất chân tầm đó đều là vừa đúng lúc, vừa mức chỗ tốt, từ hồ trải qua tinh mật nhất chuẩn xác nhất hoàn mỹ nhất tính toán đồng dạng, tại đây nhảy lên một khấu nắm lấy tầm đó đúng lúc là một nhân hạng từng chiêu từng thức không khống chế được cùng khống chế cái kia một đường khoảng cách. Cứ như vậy một đường nhỏ bé khoảng cách, liền tại lý thất dạ trong khống chế, đúng là tại hắn như vậy khống chế phía dưới, một nhân hạng từng chiêu từng thức theo khống chế đi tới không khống chế được cuối cùng một nhân hạng bản thân từng chiêu từng thức đem cả đầu một nhân hạng quanh được nát bấy. Đỉnh hào, diệu đến đỉnh hào, đây chính là lý thất dạ tại thạch bích trước kia chỗ tìm hiểu ảo diệu, môn công pháp này lý thất dạ cũng đặt tên là chi đỉnh hào. Theo quanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ một nhân hạng đều nứt vỡ, hóa thành một mảnh phế tích, Chu tương võ đình từ đó về sau không còn có một nhân hạng. Như vậy một màn nhường tất cả mọi người xem đến nghẹn họng nhìn trân trối hiện tại đâu này? Ngăn tại truy phong thần ẩu trước mặt, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng. Một nhân hạng nứt vỡ, truy phong thần ẩu thoáng cái trận mắt há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, Lý Thất Dạ mà nói tại nàng vang lên bên tai thời điểm, lập tức nhường nàng đánh một cái lạnh run. Ngay tại trong một chớp mắt, truy phong thần ẩu theo tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, tại thời khắc này nàng cũng dọa bể mật, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn chu tương võ định dùng để khảo hạch chân đế một nhân hạng thật không ngờ cực nhanh đã bị lý thất dạ công phá. Truy phong thần ẩu tốc độ mau nữa, cũng không làm nên chuyện gì, ở này trong một chớp mắt, một tiếng nổ vang, lý thất dạ bàn tay lớn dường như cối xây đồng dạng nghiền áp mà xuống. Đem làm lý thất dạ bàn tay lớn nghiền áp mà hạ thời điểm, bất luận là không gian còn là thời gian, đều thoáng cái động lại đồng dạng, cường đại như truy phong thần ẩu như vậy đăng thiên chân thần, cũng thoáng cái không thể động đậy oanh một chữ nghiền áp mà xuống không gian cùng thời gian thoáng cái nứt vỡ răng rắc một thanh âm vang lên truy phong thần ẩu thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn sư tôn cứu ta lúc này truy phong thần ẩu hét lên một tiếng tại thời khắc này nàng dọa được hồn phi phách tán nàng cả người đều bị dọa được sụi lơ rồi nhưng là long tượng võ thần lại không có xuất hiện cũng không cứu đồ đệ của mình nghe được xùy, một thanh âm vang lên chỉ thấy truy phong thần ẩu cả người bị nghiền thành huyết vụ, trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ võ đình đều dọa được yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Khiến người rung động chính là, không chỉ là bởi vì truy phong thần ẩu như vậy một tôn cường đại đăng thiên chân thần thoáng cái bị nghiền thành huyết vụ. Càng làm cho người rung động chính là, trong chu tương võ đình, tại long tượng võ thần không coi vào đâu, Đồ đệ của hắn bị Lý Thất Dạ nghiền thành huyết vụ. Chương 2444, Liệt Thiên Cùng Hủy. Tất cả mọi người nhìn xem như vậy một màn, đều một đôi mắt mở sâu sắc đấy, không thể tin được trước mắt một màn này, càng làm cho người không thể tin được chính là, tại tình huống như vậy phía dưới, với tư cách vạn thống giới đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần vậy mà không có ra tay cứu đồ đệ của mình cái này khiến người xem ra là mười phần không thể tưởng tượng nổi sự tình. Truy phong thần ẩu thế nhưng mà long tượng võ thần đồ đệ nha, hơn nữa bây giờ còn đang trong võ đình, cái này có thể nói là tại long tượng võ thần không coi vào đâu rồi. Có thể nói là gần trong gan tất rồi. Nhưng là, long tượng võ thần lại không có ra tay cứu đồ đệ mình một mạng, điều này thật sự là khiến người cảm thấy thật bất khả tư nghị, cứ như vậy truy phong thần ẩu bị lý thất giả chém giết. Còn có người muốn tới sao? lý thất giả đứng ở nơi đó nhàn nhạt vừa cười vừa nói đạo hữu như ngươi đến làm khách chúng ta chu tương võ định hoan nghênh nhưng nếu là tìm chuyện còn là thỉnh ly khai a à. lúc này long tượng võ thần thanh âm vang lên từ từ nói ra đồ đệ của ta bất hảo chuyện hôm nay cũng là nàng không chừng mực nên có một kiếp nghe được long tượng võ thần nói như vậy tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau truy phong thần ẩu bị giết với tư cách sư tôn long tượng võ thần vậy mà không truy cứu lý thất giả trách nhiệm điều này thật sự là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại mọi người trong tưởng tượng lý thất giả tại long tượng võ thần không coi vào đâu giết truy phong thần ẩu với tư cách sư phụ long tượng võ thần cần phải nổi giận như sấm bình thường mới đúng nhất định sẽ lửa giận ngút trời vì chính mình chết đi độ để báo thù nhưng là long tượng võ thần lại không có nổi giận như sấm cũng không có lửa giận ngút trời trái lại bình thản trong một câu bỏ qua việc này, cũng không có truy cứu chuyện này. Ta ly khai cũng không khó. Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, một, thả vỏ băng ngưng, nhường nàng theo ta đi, hai, giao ra một thiếu thần. Ta coi như làm sự tình gì đều không có phát sinh qua, xoay người rời đi. Lý thất giả nói như vậy lập tức nhường người trong thiên hạ đều cười khổ một cái, nện người cửa thành, tàn sát người cấm quân, thậm chí chém giết người ta đồ đệ còn lẽ thẳng khí hùng nói, chỉ cần thỏa mãn hắn điều kiện coi như làm sự tình gì đều không có phát sinh quay người ly khai. Như vậy lẽ thẳng khí hùng và bá đạo mà nói, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân nói được rồi, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể đem bá đạo sự tình làm được như thế lẽ thẳng khí hùng rồi. Luận bá đạo, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mà thôi. Có đạo thống lão tổ cũng không khỏi như thế sợ hãi tháng phục một tiếng, trên thế gian tầm đó còn có ai dám như thế nói chuyện với long tượng võ thần này chính là chúng ta chu tương võ đình việc nhà, mong rằng đạo hữu chớ quá nhiều liên quan. Long tượng võ thần từ từ nói. Hiện tại cũng không phải là rồi. Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tạm thời không nói vũ nha đầu đầu phục ta. Chỉ bằng họ một đối địch với ta, vậy chơi đã xong. Ta hôm nay chính là muốn lấy hắn mạng chó, ai ngăn đường của ta, giết không tha. Nói như vậy vừa ra, Người trong thiên hạ ngoại trừ cười khổ còn là cười khổ, tại toàn bộ vạn thống giới, dám cùng long tượng võ thần nói như vậy đấy, cũng tự chỉ có đệ nhất hung nhân mà thôi. Lý thất giả nói như vậy, long tượng võ thần không có giận dữ, thoáng cái đã trầm mặt. Ha ha, ha ha, ha ha, họ lý đấy, ta ngay tại trong võ đình, hôm nay bổn thiếu gia chính là muốn lấy võ băng ngưng, ngươi làm sao được ta gì? Vừa lúc đó, một thiếu thần cuồng tiếu một tiếng, hắn trần trụi khiêu khích không hề giữ lại ba một thanh âm vang lên tại một thiếu thần lời nói còn không có rơi xuống nháy mắt hư không nghiền nát toàn bộ võ đình không gian đều thoáng cái nhận lấy cường đại vô cùng trùng kích cái này rất giống toàn bộ chu tương võ đình không gian đều thoáng cái bị đánh trúng nát bấy hết thảy tọa độ đều ở đây trong một chớp mắt băng diệt ở này trong một chớp mắt nghe được oanh một tiếng vang thật lớn chỉ thấy võ đình ở trong một tòa cổ điện thoáng cái nứt vỡ Lý Thất Dạ nháy mắt đứng ở cái này tòa trong võ đình. Cái này tòa cổ điện vốn là cư trong mây. Lúc này một thiếu thần ngồi ngay ngắn tại một trương hoàng trên mặt ghế, bên cạnh hắn đứng đấy một cái lão nhân. Lão nhân này đeo đại cái mũ, che nghiêm mặt bàn. Đem làm Lý Thất Dạ đánh nát không gian, nứt vỡ cổ điện, thoáng cái xuất hiện tại một thiếu thần khuôn mặt trước thời điểm. Lúc này đem một thiếu thần sợ đến nhảy dựng lên, dọa được hắn theo bảo tòa trong nhảy dựng lên. Lý Thất Dạ chứng kiến lý thất dạ gần trong gan tất, cái này nhường một thiếu thần lập tức sắc mặt đại biến, liền lui về phía sau vài bước. Ở này trong một chớp mắt, hết thảy đều động lại đồng dạng. Tự hồ hết thảy tại lý thất dạ trước mặt đều tính toán không được cái gì, đều chẳng qua là phong khinh vân đạm mà thôi. Một thiếu thần cũng bị dọa được không nhẹ, hắn trốn ở chu tương võ định ở trong, tại đây trong phiến thiên địa, có thể nói là một bước một thiên địa, khắp nơi đều là bình chướng, ngoại nhân muốn vào đến đều là chuyện không thể nào nhưng là lý thất giả nháy mắt xuyên thấu toàn bộ không gian nháy mắt nứt vỡ cái này phiến thiên địa phòng ngự nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn một bước này là nhường một thiếu thần tưởng tượng không đến đấy cái này quá cường đại biết không lần trước không có giết ngươi chỉ là không vội mà giết ngươi mà thôi lý thất giả nhìn xem một thiếu thần nhàn nhạt vừa cười vừa nói biết rõ ta vì cái gì không vội mà giết ngươi sao? Chỉ là bởi vì ta muốn cho ngươi chết tại Mộc Gia mà thôi. Hiện tại ta vừa vặn có thời gian này, cũng đúng lúc có cái này rảnh rỗi, vậy chậm rãi đem ngươi đốt diệt. Ta tin tưởng, lúc Mộc Gia người nhìn xem ngươi chết thảm bộ dạng, nhất định sẽ rất có ý tứ đấy. Họ lý đấy, ngươi chớ có cuồng. Một thiếu thần thật sâu hô hít một hơi, sẵn giọng nói, muốn giết bổn thiếu gia. Ngươi nằm mơ a, à, ngươi hôm nay có thể còn sống ly khai chu tương võ đình cái kia đều đã là ông trời mở mắt rồi chính là chu tương võ đình mà đến ta lúc đó chẳng phải qua lại tự do lý thất dạ không sao cả thái độ phong khinh vân đạm nói ra nếu như ta muốn giết một người ai cũng đỡ không nổi nhà các ngươi thủy tổ mộc vân cũng đồng dạng không được hắn dám ngăn đường của ta cũng đồng dạng giết không tha ngươi một thiếu thần lập tức bị lý thất dạ nói như vậy tức giận đến run rẩy không khỏi nhìn hầm hầm lý thất dạ. Ta cảm thấy được, ngươi cần phải mở ra đạo môn rồi. Không phải vậy, cái loại này thống khổ, là không dễ chịu đấy. Giờ này khắc này, lý thất dạ lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Đem làm lý thất dạ lộ ra nồng đậm dáng tươi cười thời điểm đối với hắn hiểu rõ người nhất định sẽ đánh một cái lạnh run nhất định sẽ sợn hết cả gai ốc. Có đôi khi lý thất giả dạ tức giận còn không phải đáng sợ nhất đấy, đem làm hắn nộ nộ cười cười, cái kia chính là đáng sợ nhất đấy, đem làm hắn nồng đậm cười cười thời điểm, vậy ý nghĩa có người là chết chắc, ai cũng cứu không được. Tôn giá, xin dừng bước. Tự trên lý thất dạ trước một bước thời điểm. Đứng tại một thiếu thần bên người lão nhân kia tiến tới một bước, chặn lý thất dạ đường đi. Lão nhân này vẫn là đeo mũ che đầu, che khuất khuôn mặt của mình, nhưng hắn nói lời nói lạnh như nước, tự như đem cả người ngâm tại nước lạnh trong đồng dạng khiến người không khỏi đánh một cái lạnh run tuy nhiên người này không có kinh thiên thanh thế không có trấn áp người thần uy nhưng lúc hắn vừa mở khang thời điểm nhường trong lòng người sinh ra một loại sợ hãi cái này rất giống là cừu non gặp được khổ đói thời điểm tạo ra cái chủng loại kia sợ hãi ngươi tựu là một thiếu thần bên người cái vị kia bất hủ a à? lý thất dạ nhìn thoáng qua vị này ngăn trở đường đi lão nhân cũng không thể gọi là mười phần tùy ý đúng là lão phu vương thế hoa lão nhân này yên nguyên đeo mũ che đầu từ từ nói tại đế thống giới chỉ là một cái không thế nào thu hút bất hủ mà thôi đích thực không thế nào thu hút lý thất dạ tùy ý nói trường tồn phía dưới đều là dung dế đây chính là ta đối với các ngươi bất hủ định nghĩa cũng không phải cái gì trường tồn bất hủ đích thật là chưa đủ thành đạo lý thất dạ lời này vừa ra lập tức nhường vị này đeo mũ che đầu vương thế hoa ngẩng đầu lên hai mắt mãnh liệt hắn một đôi mắt giống như là trong bóng tối độc xà chi nhãn sẵn giọng âm hàn riêng là một ánh mắt tựu khiến người không rét mà run lời này bá đạo được không cách nào hình dung rồi coi như là đạo thống lão tổ cũng không khỏi cười khổ một cái thì thào nói thay lời khác mà nói cũng chỉ có trường tồn bất hủ mới có thể nhập đệ nhất hung nhân pháp nhãn đây chính là sánh vai tại thủy tổ bất hủ nha chẳng lẽ nói cũng chỉ có thủy tổ loại này cấp bậc tồn tại mới có tư cách nhập đệ nhất hung nhân pháp nhãn ta ta biết rõ hắn là ai ơ thời điểm này có một vị đạo thống lão tổ hút một hơi hơi lạnh giật mình nói ta ta biết rõ cái này vương thế hoa là ai hắn hắn là ai có người đứng thẳng tức hỏi là thần thánh phương nào hắn tựu là liệt thiên cuồng hủy năm đó hắn tại vạn thống giới uy danh cực thịnh đồn đại nói Năm đó hắn từng bị thương nặng một vị tuổi trẻ chân đế, tại lúc kia uy danh của hắn quá lớn không thua gì hôm nay Long Tượng Võ Thần, chỉ là về sau hắn leo lên đế thống giới, từ nay về sau biến mất im ắng tin tức, không có nghĩ đến hắn vậy mà thành một gia khách khứa. Cái này lão tổ thì thào nói. Bị người nói rõ lai lịch. Vị này Vương Thế Hoa hai mắt ngưng tụ, nhưng cũng không có cái gì tỏ thái độ, vẫn là đeo mũ che mặt, tự hồ không muốn theo chân diện một gặp người đồng dạng bất quá vị này lão tổ nói không sai, trước mắt vị này vương thế hoa tựu là năm đó ở vạn thống giới uy danh hiển hách liệt thiên cùng hủy, hắn năm đó uy danh quá lớn, cũng đích thực đúng là bởi vì hắn từng tại vạn thống giới bị thương nặng một vị tuổi trẻ chân đế. Chỉ có điều, đằng sau câu chuyện là vạn thống giới người chỗ không biết rõ đấy. Năm đó vương thế hoa leo lên đế thống giới về sau, vì kia đã từng bị hắn trọng thương tuổi trẻ chân đế cũng leo lên đế thống giới. Chỉ có điều ngày không sau ngày xưa vị này tuổi trẻ chân đế sau năm đó càng cường đại hơn rồi tại đế thống giới vị này chân đế tìm vương thế hoa báo thù đại bại vương thế hoa giết được vương thế hoa đến bước đường cùng tại bị vị này chân đế đuổi giết được đến bước đường cùng thời điểm mộc gia ra tay vì vương thế hoa giải vây đem hắn ông vào mộc gia bên trong vừa vặn cứu được hắn một mạng từ đó về sau vương thế hoa chính thức tìm nơi nương tự nhập mộc gia đã trở thành mộc gia một tên khách khứa lúc này đây một thiếu thần bởi vì nguyên nhân nào đó bị giáng chức xuống vạn thống giới với tư cách vạn thống giới xuất thân vương thế hoa sau một gia những người khác quen thuộc hơn vạn thống giới huống chi hắn cường đại như vậy bất hủ tại vạn thống giới cũng hiếm có địch thủ cũng chính bởi vì như thế vương thế hoa đã trở thành hạ vạn thống giới bảo hộ một thiếu thần không có hai nhân tuyển đối với bất hủ mà nói đương nhiên không muốn trở về về vạn thống giới rồi dù sao trở về vạn thống giới đối với tuổi thọ ảnh hưởng rất lớn, nhưng Mộc Gia đối với hắn có ân, Vương Thế Hoa không thể không trở lại vàng thống giới, theo tại Mộc Thiếu Thần bên người. Để bảo vệ Mộc Thiếu Thần. Cũng chính bởi vì có như vậy một tôn bất hủ tại bên người bảo hộ, điều này cũng làm cho Mộc Thiếu Thần hung hăng càng quấy không ít. Chương 2445, Liệt Thiên Chiến Giáp Vương Thế Hoa, Liệt Thiên Cùng Hủy, năm đó tại Vạn Thống Giới cũng là khiến người bị run rẩy nhân vật, năm đó ở này Vạn Thống Giới, hắn đã từng bị thương nặng một vị còn trẻ chân đế, thậm chí làm cho vị này còn trẻ chân đế đến bước đường cùng. Đây là cỡ nào hung ác nhân vật, hôm nay đã trở thành một thiếu thần bên người hộ vệ, cái này sợ là nhường rất nhiều người không cách nào tưởng tượng sự tình. Điều này cũng làm cho rất nhiều trong lòng người vì đó chấn động, vậy thì ý nghĩa một gia cường đại. Năm đó ở vạn thống giới uy danh hiển hách bất hủ. Đã từng là hiển hách càng cái vạn thống giới, thậm chí có thể gọi không ai địch nổi, quét ngang bát hoang, nhưng cuối cùng tại đế thống giới thời điểm vẫn là đầu phục một gia. Cái này thử nghĩ một chút, tại đế thống giới một gia là cỡ nào cường đại, là đáng sợ cỡ nào. Liên Liệt Thiên cùng Hủy đã thành một gia khách khanh, đã trở thành một thiếu thần hộ vệ, cái này nhường mọi người chân chính ý thức được một gia cường đại như vậy nội tình chỉ sợ là vạn thống giới rất nhiều đạo thống thì không cách nào cùng so với nghĩ đấy cùng xa cũng tốt cùng trùng cũng thế lý thất giả đứng ở nơi đó chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra ngăn cản ta lộ người chết nói như vậy tất cả mọi người không khỏi cười khổ một cái nếu như có một ngày đệ nhất hôn nhân nói chuyện không bá đạo mọi người ngược lại không thói quen rồi, hiện tại cũng chỉ có đệ nhất hung nhân như vậy tồn tại dám đảm đương lấy người trong thiên hạ khuôn mặt trực tiếp gọi liệt thiên cùng hủy vì cùng trùng đấy, đây là có ý nhục nhã liệt thiên cùng hủy. Tốt, tốt, tốt. Vương Thế Hoa không khỏi nở nụ cười, bởi vì hắn đeo mũ che mặt, thấy không rõ lắm thần thái của hắn. Nhưng nghe thanh âm là giận quá mà cười, nói ra, hậu sinh khả úy, năm đó vạn thống giới chân đế ở trước mặt ta cũng không dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn tốt rồi hảo hán không đề cập tới năm đó dũng lý thất dạ nhẹ nhàng mà khoác tay áo phong khinh vân đàm nói ra năm đó lại dũng hôm nay cũng chẳng qua là một cái người hầu mà thôi có bản lãnh gì tự nhanh chóng dùng đi a à, vừa vặn đem các ngươi chủ tớ đều thu thập lý thất dạ lời này vừa rơi xuống tất cả mọi người đều cảm thụ đến giờ phút này vương thế hoa là thoáng cái lửa giận ngút trời tại ngay từ đầu vương thế hoa còn có thể tâm tính bình tĩnh nhưng là tại thời khắc này hắn một chút cũng bình tĩnh không được nữa hắn cuối cùng là một cái đại nhân vật giàu gì cũng là một tôn đã từng trọng thương qua chân đế tồn tại lại bị lý thất dạ như vậy một cái vãn bối như thế miệt thị bị nói được không đáng một đồng quản chi hắn tu dưỡng lại cao cũng sẽ lửa giận ngút trời tục ngữ thường nói coi như là bùng Bồ Tát, đó cũng là có ba phần bùng tính, huống chi hắn liệt thiên cuồng hủy năm đó cũng là một tôn vô địch tồn tại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở này trong một chớp mắt, một cổ khí tức nháy mắt phóng lên trời. Cổ hơi thở này âm lãnh mà vừa nghiêm túc, tự khủng bố âm cương làn gió đồng dạng, nháy mắt cắn nát trên bầu trời đám mây, dẹp yên vạn dặm bầu trời, ở này trong một chớp mắt, một cổ bàn bạc khí tức đập vào mặt. Ở thời điểm này tất cả mọi người cảm nhận được tại dưới mặt đất tự như có một đầu cực lớn mà cổ xưa độc trùng muốn thức tỉnh đồng dạng, như vậy một đầu cổ xưa mà cực lớn độc trùng tựa hồ nó không hề nhã tuôn ra nọc độc, tựa hồ nó cắn nuốt mỗi một người thời gian. Tựa hồ nó há miệng liền có thể cắn nuốt sạch trên thế gian ức vàng sinh linh thời gian sinh mệnh. Nháy mắt có thể nhường vô số sinh linh tan thành mây khói, tại máu của nó bồn miệng rộng bên trong tựa hồ thời gian tự là nhân gian vị ngon nhất đồ ăn cảm nhận được như vậy bàn bạc bà khí tức về sau, tất cả mọi người đều không khỏi đánh một cái lạnh run, như vậy khí tức quá kinh khủng, bởi vì tất cả mọi người đều cảm giác, ở trước mặt mình không phải thế gian này thiên địa, cũng không phải thế gian này không gian, mà là một cái cực lớn không gì sánh được bồn máu miệng rộng. Ken, 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 từng đợt kim minh thanh âm vang lên, lúc này vương thế hoa trên thân là một khối khối kim giáp chấp vá. Tại ngắn ngủi thời gian ở trong, một kiện áo giáp mặt ở trên người của hắn đem làm vương thế hoa mặc vào cái này một thân áo giáp về sau cả người đều thoáng cái thay đổi mặc dù nói vương thế hoa vẫn là đeo mũ che mặt nhưng khi áo giáp mặt lên người trong một chớp mắt tự hồ hắn thoáng cái tự như thoát thai hoán cốt đồng dạng ở thời điểm này vương thế hoa không còn là một cái lão nhân lúc hắn ăn mặc một thân áo giáp đứng ở nơi đó thời điểm tự như là một tôn thiên tương giờ tay nhất chân tầm đó có thể khai thiên bổ chém chết nhật nguyệt tinh thần, cái loại này lăng lệ ác liệt tàn mảnh liệt khí tức khiến người không rét mà run. Lúc này vương thế hoa trên thân áo giáp lóe ra hào quang, nhưng loại này hào quang theo kim loại chỗ tránh né hào quang lại không đồng dạng, nó tránh né hào quang thoạt nhìn có chút hư ảo, tự như thời gian tại lưu động đồng dạng, lại tự như là hư vô không ánh sáng mang bình thường, cái này nhường vương thế hoa cả người thoạt nhìn tự như hóa thành hư không đồng dạng. Cũng chính bởi vì như thế, Vương Thế Hoa rõ ràng là đứng ở nơi đó, cho người có một loại ảo giác, hắn tựa hồ là đứng tại bất kỳ một cái nào địa phương đồng dạng, hắn tại cái không gian này bên trong là không chỗ nào không có. Liệt Thiên chiến giáp. Chứng kiến Vương Thế Hoa người mặc cái này một thân áo giáp, vị kia nhận ra Vương Thế Hoa lai lịch lão tổ không khỏi thì thào nói, đồn đại nói, năm đó hắn tựu là ăn mặc cái này một thân chiến giáp đánh bại chiến bào chân đế đấy. Nghe thế vị lão tổ mà nói, không ít người âm thầm đánh một cái lạnh run, cho dù có người chưa từng nghe qua vương thế hoa uy danh, chưa từng nghe qua liệt thiên cùng hủy uy danh, nhưng là, chiến bào chân đế lại có rất nhiều người biết rõ, chiến thần chân đế chính là thánh y đạo thống một vị chân đế, còn trẻ thành đế, thiên phú khiến người kinh diễm. Thử nghĩ một chút, như thế thiên tài, còn trẻ thành đế, đều bị liệt thiên cùng hủy trọng thương, cái này có thể nghĩ năm đó liệt thiên cùng hủy là đáng sợ cỡ nào rồi. Lúc này liệt thiên cùng hủy phù ở không trung, lúc hắn đứng lặng vào hư không thời điểm, có bao trùm thiên hạ, chữ ngữ bác hoang su thế, hắn tuy nhiên đứng được không cao, nhưng lại cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác, khiến người không thể không vì đó ngưỡng mộ. Đi lên một trận chiến. Lúc này Vương Thế Hoa đứng lặng ở trên hư không, từ từ nói. Lúc này hắn mà nói đã đủ trực tiếp, cũng là đủ cứng khí. Cũng có thể nói là bá khí mười phần. Lý thất dạ hoàn toàn không sao cả tư thái, nở nụ cười một chút, đạp không mà lên, thần thái mười phần tùy ý. Chứng kiến Lý thất dạ cùng Vương Thế Hoa hai người đứng tại trong hư không quyết đấu, tất cả mọi người đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này. Liệt thiên cùng hủy so long tượng võ thần như thế nào? Có người mang theo như vậy nghi hoặc hỏi. Không biết rõ, bất quá, đáp án cũng sẽ rất nhanh công bố rồi. Có một vị lão tổ nhẹ nhàng mà lắc đầu Từ, một thanh âm vang lên Ngay một khắc này Chỉ thấy liệt thiên cùng hủy thoáng cái dung nhập trong hư không Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi Đây là ẩn thân chi thuật sao? Chứng kiến vỡ ra cùng hủy nháy mắt dung nhập hư không Thoáng cái biến mất, có cường giả hỏi Không, cái này so ẩn thân chi thuật cao minh hơn Đây là luyện hư Có một vị đạo thống lão tổ nói ra hư không chính là của hắn công phạt thủ đoạn, cũng là lực lượng của hắn. Phanh một thanh âm vang lên, ở này trong một chớp mắt, đột nhiên một kích quanh hướng về phía lý thất dạ lồng ngực, một kích này không có kinh thiên chi uy. Nhưng là nó lại là ngưng luyện hư không mà thành, tự như nháy mắt xỏ xuyên qua lý thất dạ lồng ngực, tự như nháy mắt xuyên thấu đồng dạng, tự hồ hết thảy tại đây một quyền phía dưới cũng như cùng là trong suốt đồng dạng. Đối mặt như vậy ngưng luyện hư không một kích, lý thất dạ chỉ là phất một cái tay mà đến nghe được oanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ hư không tự như sóng to gió lớn đồng dạng hung hăng đánh ra đã nghe được phanh một tiếng vang thật lớn cái này ngưng luyện hư không một kích nháy mắt nứt vỡ mà sóng to gió lớn đồng dạng không gian cũng là thoáng cái bị đục lỗ chứng kiến một chiêu như vậy quyết đấu không biết bao nhiêu trong lòng người nhảy một chút đây không phải cái chiêu gì thức quyết đấu cũng không phải công pháp gì biến hóa quyết đấu đây là chưởng ngự hư không quyết đấu. Trên thế gian thông thạo không gian chi thuật tu sĩ vốn tựu không nhiều lắm, chớ nói chi là ngưng luyện hư không rồi, không hề nghi ngờ, liệt thiên cùng hủy vương thế hoa không chỉ là thông thạo không gian, nhưng lại có thế ngưng luyện hư không. Phá, vừa lúc đó, lý thất dạ nở nụ cười một chút, một quyền toát ra, một quyền một tất mà thôi, nhưng tự cái này một tất quyền kình. Nháy mắt trùng kích toàn bộ không gian, nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn cách đây một quyền gần đây không gian thoáng cái chôn vùi, hóa thành hắc động. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, ở này một quyền phía dưới, toàn bộ không gian nứt vỡ, vô số không gian mảnh vỡ bay tán loạn, toàn bộ thế giới tự như muốn sụp đổ đồng dạng. Ken, 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 thanh âm vang lên, chỉ thấy nứt vỡ hư không phù văn di động, giống như toàn bộ không gian hóa thành một kiện áo giáp đồng dạng, quang mang lấp lóe, nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, từng tầng áo giáp vậy mà chặn lý thất dạ một quyền này mặc dù nói tại này từng tầng trong khải giáp đã nghe được răng rắc răng rắc răng rắc nước vỡ thanh âm nhưng cuối cùng vẫn là chặn cái này nước vỡ hư không một quyền hắn cái này một thân liệt thiên chiến giáp có thể hòa tan không gian chứng kiến như vậy một mạng có lão tổ nhìn ra một ít mánh khóe thì thào nói cái này không chỉ là bởi vì liệt thiên cùng hủy có thể dung luyện không gian càng quan trọng hơn là cái này một thân áo giáp có thể nhường hắn triệt để dung nhập trong không gian. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ở này thạch hỏa điện quan tầm đó, chỉ thấy lý thất dạ nháy mắt bị đánh bay. Từ trên cao đánh rơi, nghe được, phanh, một tiếng vang lớn, lý thất dạ cả người bị đánh rơi tại cả vùng đất, đem mặt đất đụng ra một cái hố sâu đến, bùn đất lún xuống, bắt hắn cho chôn cất rồi, không biết sống chết. Ở thời điểm này, tại vừa mới lý thất dạ chỗ đứng địa phương, tại hắn lồng ngực vị trí lúc này mới xuất hiện một cái đồ đằng như đoàn long bình thường cái này đoàn long như âm dương chuyển động sinh sôi không ngừng cứ như vậy đoàn long bình thường dương dương nháy mắt đem lý thất giả đánh bay đấy như vậy đoàn long dương âm tự hồ đã có được hết thảy lực lượng hơn nữa nó tại toàn bộ trong không gian không chỗ nào không có tựa hồ nó thao túng toàn bộ không gian vậy thì ý nghĩa ngươi tại cái không gian này bên trong ngay tại nó dưới sự thao túng cho ngươi không cách nào chống cự hư không âm dương đoàn long kích chứng kiến như vậy một mạng có một vị lão tổ nghe nói qua một chiêu này đây là vỡ ra cùng hủy nhất vô địch một kích cũng là liệt thiên cùng hủy cả đời đắc ý nhất chi thuật năm đó tự là dùng thuật này trọng thương chiến bào chân đế đấy lý thất giả bị thương nặng sao nhìn xem dưới mặt đất hố to không ít người trong mông theo trong mông. không khỏi thì thào nói hắc họ lý đấy cũng dám nói khoác không biết ngượng, so về ưng thần đến, nhà của chúng ta vương lão không biết rõ cường đại bao nhiêu. Chứng kiến lý thất dạ bị một kích oanh rơi, một thiếu thần không khỏi cười ngạo nghễ. Chương 2446, Dung luyện không gian Nhìn xem trên mặt đất hố to, không ít trong lòng người rùng mình, liệt thiên cuồng hủy, đích thực danh bất hư truyền, khó trách năm đó có thể trọng thương còn trẻ chân đế, thực lực đích thật là rất cường hãn. Già dạ rồi. Vừa lúc đó, chỉ thấy liệt thiên cuồng hủy đứng ở nơi đó, cảm khái nói, tay chân không lưu loát rồi, ra tay cũng không đủ hung ác rồi. Đích thật là già rồi. Vừa lúc đó, một cái khoan thai thanh âm vang lên, nghe được rầm một tiếng, chỉ thấy lý thất dạ theo trong hố sâu vọt lên, trong nháy mắt liền xông lên bầu trời, đứng tại hư không phía trên. Mọi người xem xét, chỉ thấy lý thất dạ hoàn hảo không tổn hao gì, liền một điểm nho nhỏ trầy da đều không có, mọi người cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, đệ nhất hung nhân tự là đệ nhất hung nhân, thừa nhận liệt thiên cùng hủy một kích, vẫn là hồn nhiên vô sự. Lúc này lý thất dạ nhẹ nhàng mà gõ gõ bụi bậm trên người, nhàn nhạt nói, thật vất vả mới có thể gặp đến một cái thông thạo không gian người, còn có thể vì có cái gì kinh thiên động địa đòn sát thủ, vừa vặn cùng ngươi chơi một chút, không có nghĩ đến, qua hơn nửa ngày, cái gọi là đòn sát thủ cũng chỉ là ngưng luyện không gian tiểu xiết mà thôi. Cũng không có nhảy khỏi, thật sự là khiến người tiếc nuối. Lão thân ngược lại muốn xem xem xét ngươi có cái gì ngưng luyện không gian tuyệt sát. Chứng kiến lý thất dạ nhận được tự mình cường đại nhất một kích, yên nguyên bình yên vô sự, lập tức nhường liệt thiên cùng hủy vương thế hoa một đôi đồng tử co rút lại. Vương thế hoa hắn biết rõ chính mình một kích uy lực, nếu như hắn một kích này uy lực không cường đại mà nói, năm đó cũng sẽ không trọng thương chiến bào chân đế, nhưng là lý thất giả theo nhục thể của mình cứng rắn chịu đựng tự mình cường đại nhất một kích. Vậy mà không chút nào tổn hại, liền một điểm trầy da đều không có. Cường đại như thế sức thừa nhận, cường đại như thế thân thể, này làm sao không cho vương thế hoa một đôi đồng tử co rút lại đâu này, tại thời khắc này hắn hiểu được tự mình gặp một cái mười phần khủng bố đối thủ. Ta cũng không có gì không gian tuyệt sắc." Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, nói ra, "Chỉ là rất bình thường quyền cước mà thôi, đều là một ít cơm rau dưa đồ vật." Lời nói vừa rơi xuống, Lý Thất Dạ đã đứng ở trước mặt của hắn rồi, Lý Thất Dạ nháy mắt đứng ở trước mặt mình. Cái này nhường vương thế hoa vì đó cả kinh, tại đây trong một chớp mắt, hắn muốn lui ra phía sau, rời xa Lý Thất Dạ. Nhưng, chỉ trong nháy mắt hắn phát hiện mình không gian ngưng luyện chi thuật vậy mà thoáng cái mất đi hiệu lực rồi, hắn không cách nào vượt qua không gian, toàn bộ giống như bị giam cầm tại trong không gian đồng dạng, quản chi giờ này khắc này trên người hắn liệt thiên chiến giáp phúng dũng ra lại lóa mắt hào quang, nhưng không gian yên nguyên bị khóa định, hắn yên nguyên bị giam cầm ở chỗ đó. Ở này trong một chớp mắt, lý thất già dạ khống chế toàn bộ không gian, hết thảy đều tại hắn chúa tệ phía dưới. Không có đồng ý của hắn, bất luận cái gì người đều không thể vượt qua, đều không thể nhúc nhích. Cứ như vậy, lý thất giả rất đơn giản vung một chưởng, liền cánh tay nện thẳng xuống, như vậy một chưởng nện xuống đến, không phải lý thất giả bản thân lực lượng, nó là toàn bộ không gian lực lượng, hơn nữa không chỉ là cái này hư không lực lượng đơn giản như vậy, càng chính xác ra, nó bao quát toàn bộ thế giới lực lượng, bao quát trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, bầu trời trong ngân hà vạn vực, cũng bao quát mặt đất thậm chí là bao quát ba ngàn thế giới sức nặng đổi một câu nói thế gian có bao nhiêu không gian tựu có bao nhiêu hơn nữa cái này hết thảy sức nặng đều tụ tập tại lý thất giả cái này vung một kích bên trong toàn bộ thế giới sức nặng nháy mắt đánh tới vương thế hoa trên thân quản chi vương thế hoa lúc này diễn biến nhất vô địch công pháp đem mình liệt thiên chiến giáp phát huy đến cường đại nhất cũng đỡ không nổi lý thất giả cái này tiện tay một kích oanh một tiếng vang thật lớn tại một kích phía dưới toàn bộ thế giới dường như băng diệt động dạng nghe được răng rắc thanh âm vang lên vương thế hoa trên thân liệt thiên chiến giáp vỡ vụn phải biết vương thế hoa liệt thiên chiến giáp chính là đã từng trọng thương qua chân đế liền chân đế binh khí đều không gây thương tổn nó chút nào nhưng hôm nay bị lý thất dạ tay không tất sắc đánh trúng nát bấy tại một kích phía dưới vương thế hoa máu tươi cùng phun lúc này không chỉ hắn miệng phun máu tươi hắn thân đều máu tươi cùng phun bởi vì lý thất dạ một kích nháy mắt là đánh nát thân thể của hắn toàn thân xương cốt tại răng rắc một tiếng trong vỡ vụn phanh một tiếng vang thật lớn tại thời khắc này vương thế hoa cả người dường như lưu tinh đồng dạng nặng nề mà đụng vào cả vùng đất đem mặt đất va chạm ra một cái hố sâu đến máu tươi nhuộm hồng cả hố sâu bùn đất trong khoảng thời gian ngắn hố sâu sụp đổ bị chôn ở trong đất bùn vương thế hoa cũng không biết là chết hay sống trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều miệng há to đấy, để nhất hung nhân cường đại, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là nói một kích sẽ đem liệt thiên cùng hủy chiến giáp đánh trúng nát bấy, đây là nhường tất cả mọi người đều tưởng tượng không đến sự tình. Không hề nghi ngờ, Vương Thế Hoa so về vân độ ưng thần tới là cường đại không ít. Nhưng là, y nguyên nhìn không được lý thất dạ một kích. Phải biết, Vương Thế Hoa trên thân liệt thiên chiến giáp năm đó thế nhưng mà trọng thương qua chiến bào chân đế vô địch chiến giáp nha, nhưng hôm nay lại bị lý thất giả tay không tất sắc đánh trúng nát bấy, thực lực như vậy, cái kia quả thực cũng không phải là một cái cấp độ. Quá nhàm chán rồi. Lý thất giả đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, cái gọi là nắm giữ không gian, cũng tự như thế mà thôi. Tất cả mọi người đều cười khổ một tiếng, không phản bác được, đây không phải nói liệt thiên cùng hủy quá yếu mà là đệ nhất hung nhân quá mạnh mẽ giờ này khắc này hắn hoàn toàn có tư cách nói ra nói như vậy đến về phần một bên một thiếu thần chứng kiến như vậy một mạng không khỏi sắc mặt đại biến hắn cũng không có nghĩ đến lý thất giả sẽ cường đại đến trình độ như vậy phải biết coi như là tại đế thống giới tại bất hủ như vậy một cái cấp độ mà nói liệt thiên cùng hủy cũng là rất mạnh nhưng ở lý thất giả trước mặt vậy mà một chiêu cũng đỡ không nổi nghĩ tới đây một thiếu thần không khỏi đánh một cái lạnh run. trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết mình một gia có ai chân chính có thể đỡ nổi lý thất dạ. Rầm một thanh âm vang lên, ở thời điểm này, đất đá tung tóe phi, chỉ thấy liệt thiên cuồng hủy theo trong hố sâu vọt ra, lúc này hắn toàn thân là huyết, so về lý thất dạ vừa mới không chút nào tổn hại đến, đó là kém được quá xa rồi. Lúc này liệt thiên cùng hủy toàn thân đều bị đánh nát, nếu như hắn không phải một tôn bất hủ, đã sớm không sống nổi tại lúc này một kích phía dưới, đổi lại những thứ khác chân thần, chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói rồi. Răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, tại từng đợt bát cốt thanh âm, chỉ thấy liệt thiên cùng hủy vương thế hoa cái kia bị đánh nát xương cốt nhau nhau khép lại. Cái này là bất hủ chỗ cường đại. Cứ việc nói thân thể hủy diệt có thể cải tạo, nhưng khi liệt thiên cùng hủy toàn thân khép lại về sau, hắn sắc mặt bạc màu, không hề nghi ngờ, hắn trị thương cho chính mình, cũng là tổn thất không ít huyết khí chứng kiến liệt thiên cùng hủy sống lại cái này nhường không ít người thở dài một hơi bởi vì cường đại như vương thế hoa cũng đỡ không nổi lý thất dạ một kích đều bị lý thất dạ một kích chém giết mà nói cái kia quả thực tự là thật là làm cho người ta sẵn hết cả gai ốc rồi một cái vãn bối cường đại đến tình trạng như vậy cái kia quả thực tự là không cho người sống rồi ta lưu ngươi một mạng đó là bởi vì cảm thấy ngươi còn có đòn sát thủ lý thất giả đứng tại trong hư không nhàn nhạt cười cười nói ra nếu như không có cho ngươi bộc lộ tài năng đòn sát thủ tự chết rồi nói không chừng ngươi sẽ rất tiếc nuối cho nên ta sẽ thanh toàn ngươi có đòn sát thủ liền dùng ra a à, nên lộ chân dung thời điểm rồi nghe được lý thất giả nói như vậy tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn về phía liệt thiên cùng hủy tại vừa mới tất cả mọi người đều cho rằng vừa mới một kích kia hư không âm dương đoàn long kích đã là liệt thiên cùng hủy cường đại nhất một kích rồi không nghĩ tới liệt thiên cùng hủy còn có đòn sát thủ không có ra tốt 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 thật là hậu sinh khả úy hậu sinh khả úy lúc này liệt thiên cùng hủy vương thế hoa nói ra lúc này đây hắn nói ra lời giống vậy nhưng lúc này đây hắn cũng không phải giận quá mà cười lời này đích thật là xuất từ ở đáy lòng hắn biết rõ lý thất giả đáng sợ ta tại đế thống giới khô ngồi mười vạn năm theo bổn tướng ngộ đạo hơi có tâm đắc lúc này liệt thiên cùng hủy đã không có vừa mới cùng ngạo bởi vì hắn biết rõ địch nhân của mình là cỡ nào cường đại rồi tại đế thống giới thời điểm một mực không thể có toàn lực ứng phó thời điểm hôm nay đã có thể có cơ hội này vậy cũng không dám bỏ qua liệt thiên cùng hủy chậm rãi phiêu lên bồng bềnh tại trong hư không trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều ổn định hô hấp nhìn xem liệt thiên cùng hủy muốn tận mắt nhìn một cái liệt thiên cùng hủy đòn sát thủ đến tột cùng là cái gì, dù sao mười vạn năm ngộ một đạo, cái kia nhất định là kinh thiên động địa. Ra tay đi. Lý thất dạ nhìn liệt thiên cùng hủy đồng dạng, lười biến nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc này liệt thiên cùng hủy chậm rãi lấy xuống tự mình đại cái mũ. Trước đó, hắn vẫn luôn là đeo mũ che mặt, không có theo chân dung bày ra người, hiện tại hắn lấy xuống đại cái mũ, lộ ra chân dung đem làm liệt thiên cùng hủy gỡ xuống đại cái mũ lộ ra chân dung thời điểm, khiến người xem sợ nổi da gà, khiến người không khỏi đánh rùng mình một cái. Chỉ thấy liệt thiên cùng hủy có một trương vô cùng lớn miệng, cái này miệng chiếm được hắn khuôn mặt tuyệt đại bộ phận địa phương, liền ánh mắt của hắn cái mũi đều chen chúc lại với nhau. Càng thêm khủng bố chính là, hắn miệng rộng trong sinh trưởng lấy hai hàng lại nhọn vừa mịn lại dài hàm răng nếu như nói cái này hai hàng hàm răng là rậm rạp chằng chịt sắp xếp lấy khá tốt một điểm cái này hai hàng hàm răng mỗi một cái răng răng tầm đó lưu lại không nhỏ khe hở khiến cho cái này hai hàng hàm răng thoạt nhìn tựu mười phần khó coi rồi giống như quái thú hàm răng đồng dạng thậm chí sau quái thú hàm răng còn muốn khủng bố như vậy hai hàng vừa nhọn vừa dài vừa mịn hàm răng đều khiến người không biết rõ thế nào đi hình dung nó mới tốt chứng kiến cái này hai hàng hàm răng khiến người sẩn hết cả gai ốc thậm chí khiến người có một loại nôn mửa buồn nôn cảm giác. Đem làm liệt thiên cùng hủy một lúc nói chuyện. Cái này hai hàng hàm răng giao thoa, hình như là có thể đem tất cả mọi người đều cắn lấy trong miệng thoáng cái nhai thành thịt nát đồng dạng, chứng kiến hắn cái này hai hàng hàm răng, tất cả mọi người thoáng cái có thể tưởng tượng đến cái kia huyết nhục tung tóe phi tràn diện. Má ơi! Có không ít người chứng kiến liệt thiên cùng hủy cái này khuôn mặt thời điểm, đều dọa được hồn bay lên, trong khoảng thời gian ngắn lưng lạnh sưu sưu đấy toàn thân phát lạnh thậm chí khiến người nhìn không được đánh một cái lạnh run cảm giác mười phần buồn nôn đúng lúc này mọi người cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì liệt thiên cuồng hủy một mực đeo mũ che mặt rồi hắn khuôn mặt này thật sự là quá dọa người rồi nếu như hắn không mang lấy đại cái mũ che lấy hắn khuôn mặt này cái kia thật sự đi tới chỗ nào đều sẽ đem người hù sợ làm cho mọi người cho dọa Liệt thiên cùng hủy đã thành thói quen tình huống như vậy rồi, phản ứng ngược lại bình thản. Chương 2447, Thôn Phệ Thời gian. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người nhìn xem liệt thiên cùng hủy bộ dạng này mặt mày có một loại nói không nên lời cảm giác, tóm lại, khiến người có chút sợn hết cả gai ốc. Nhưng là liệt thiên cùng hủy lại hồn nhiên không quan tâm dáng dấp, phải biết, đạt đến liệt thiên cuồng hủy tình trạng như vậy, hắn hoàn toàn có thể sửa đầu đổi mặt, nhưng hắn vẫn không có, y nguyên bảo trì hình dạng của mình, thậm chí có thể nói đối với chính mình như vậy dáng dấp là mười phần thỏa mãn. Đúng là bởi vì như thế, mới càng làm cho người đánh một cái lạnh run. Liệt thiên cuồng hủy, hoặc là cuồng hủy, hai chữ này lại thích hợp hắn bất quá rồi, tự hồ cũng chỉ có hai chữ này là có thể, nhất thể hiện hắn bất quá rồi. Hôm nay, vậy bêu xấu. Lúc này Liệt Thiên cùng hủy nhìn xem Lý Thất Dạ, từ từ nói. Ở thời điểm này, Liệt Thiên cùng hủy thần thái ngưng trọng, không hề nghi ngờ, hắn phải dùng đòn sát thủ, hơn nữa hắn cái này đòn sát thủ vừa ra, hắn cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Quanh một tiếng vang thật lớn, ở này trong một chớp mắt, Liệt Thiên cùng hủy cả người phúng dũng ra ngập trời khói đen, khói đen che không che lắp mặt trời. Khói đen mười phần đáng sợ, chỉ cần vừa chạm vào và, liền nghe đến rồi tư, từ, tư, thanh âm vang lên, toàn bộ hết gì đó một khi chạm đến cái này khói đen nháy mắt cũng sẽ bị hủ hóa, tự hồ nó tràn đầy đáng sợ không gì sánh được kịch độc đồng dạng. Khói đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lúc khói đen tán đi về sau, liệt thiên cùng hủy vương thế hoa lộ ra chân thân. Trước đó người hình dáng dấp, đây còn không phải là vương thế hoa bổn tướng. Cái con kia là người của hắn hình dạng thái mà thôi, giờ này khắc này hắn bộc lộ ra đến mới là hắn chân thân lộ ra chân thân vương thế hoa cũng là mười phần khủng bố chỉ thấy một cái cực lớn đầu xuất hiện ở trên bầu trời cái này đầu rất lớn thoạt nhìn giống như là một cái cực lớn sườn núi đồng dạng mặc dù nói vương thế hoa đầu rất lớn nhưng thân thể lại rất nhỏ bé cẩn thận nhìn có điểm giống là phóng đại bản nồng nọc nhưng là nó so nồng nọc không biết rõ muốn khủng bố gấp bao nhiêu lần chỉ thấy vương thế hoa cái con kia vô cùng lớn đầu bên trên sinh trưởng lấy ba con như lân phiến đồng dạng cư trường hắc giác, đầu bên trên che lấy màu đỏ sậm lân phiến, trong mồm hai hàng hàm răng vừa mịn vừa nhọn vừa dài. Tại lộ ra chân thân về sau. Vương thế hoa hàm răng không biết rõ so với hắn hình người trạng thái hạ hàm răng muốn trường bao nhiêu, lúc này hắn một loạt như lực bình thường hàm răng mỗi một khỏa xem nhắc đến giống như là một bả lại dài vừa mịn lại nhọn hàng kiếm, Mỗi một cái răng răng đều chấp động lên hàng quang. Như vậy một loạt hàm răng khiến người xem sợ nổi da gà, không chút nào hoài nghi, bất luận cái gì người một khi bị hắn cái này miệng hàm răng cắn được, vậy sẽ nháy mắt bị nhai thành thịt nát. "Ông!" một thanh âm vang lên, ngay một khắc này, vương thế hoa toàn thân phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hào quang. Trên người hắn chỗ phun ra nuốt vào hào quang lộ ra u ám sắc, tựa như mỗi một sợi hào quang đều tràn đầy tử vong đồng dạng bất luận cái gì đồ đạc đều chạy không khỏi trên người hắn cái chủng loại kia chết hết chi quan hết thảy đều ở đây tử vong hào quang bên trong chậm rãi từ từ tiêu tán vương lão ta giúp ngươi giúp một tay vừa lúc đó một thiếu thần thét dài một tiếng nháy mắt phi thân lên cả người phụ thân vào vương thế hoa dưới thân này đem làm một thiếu thần bám vào vương thế hoa cái kia cực lớn đầu phía dưới thời điểm cái này cho người cảm giác tự là vương thế hoa tự là một đầu cực lớn cá voi mà một thiếu thần tự là một đầu giác hút cá, hấp thụ tại vương thế hoa trên thân. Quanh một tiếng vang thật lớn, ở này trong một chớp mắt, một thiếu thần toàn thân phúng dũng ra hào quang, rủ xuống pháp tắc, vừa lúc đó tất cả mọi người cảm giác được mặt đất phía dưới lực lượng bị một thiếu thần cuồn cuộn không ngừng mà hấp tới. Quanh một thanh âm vang lên, theo một thiếu thần liên tục không ngừng mà đem mặt đất phía dưới lực lượng hấp tới thời điểm, liền đem cái này hết thảy lực lượng truyền lại cho vương thế hoa, ở này trong một chớp mắt một thiếu thần vì vương thế hoa cùng cái này phiến vùng đất tầm đó xây dựng một đầu cầu thông qua một thiếu thần vương thế hoa vậy mà có thể nắm giữ lấy cái này phiến vùng đất lực lượng ngự mượn chu tương võ đình đạo thống lực lượng cảm nhận được một thiếu thần ở thời điểm này vậy mà liên tục không ngừng hấp thu lấy mặt đất phía dưới lực lượng không ít trong lòng người vì đó chấn động chấn động tất cả mọi người đều một đôi mắt mở sâu sắc đấy nhìn trước mắt một màn này một thiếu thần vậy mà có thể mượn ngự chu tương võ đình đạo thống lực lượng, chuyện như vậy quá là đáng sợ. Một cái đạo thống nội tình, không muốn nói là ngoại nhân. Coi như là tự mình đạo thống đệ tử đều rất có thể chưởng ngự hoặc mượn, chỉ có chân chính tìm hiểu tự mình thủy tổ đại đạo người mới có thể có thể nói đi mượn hoặc chưởng ngự đạo thống lực lượng. Nhưng mà, một thiếu thần lại không phải chu tương võ đình đệ tử, hắn chẳng qua là một ngoại nhân mà thôi, hơn nữa hắn tại chu tương võ đình chỗ ngốc thời gian cũng không dài tại tình huống như vậy phía dưới một thiếu thần vậy mà có thể mượn ngự chu tương võ đình đạo thống lực lượng đây là cỡ nào chuyện đáng sợ vậy thì ý nghĩa một thiếu thần đã tìm hiểu chu tương võ đình không ít tuyệt thế đại đạo rồi mặc dù chỉ là mượn ngự rất ít một bộ phận đạo thống lực lượng nhưng này thiên phú cũng không có ai rồi không muốn nói là ngoại nhân coi như là chu tương võ đình tự mình lão tổ chứng kiến như vậy một màn cũng không khỏi chấn động một thiếu thần một ngoại nhân đối với bọn hắn chu tương võ đình đại đạo tìm hiểu được so rất nhiều cường giả thậm chí lão tổ cũng còn muốn thấu triệt đây là cỡ nào chuyện đáng sợ thiên tài như vậy tuyệt thế hiếm có những thứ khác cái gì thiên tài cùng hắn vừa so sánh với đều chưa đủ thành đạo mặc dù nói một thiếu thần chỉ là mượn ngự chu tương võ đình một phần nhỏ đạo thống lực lượng nhưng là muốn biết chu tương võ đình chính là vạn thống giới số một số hai đạo thống tại đây rộng lớn bao la bát ngát lãnh thổ phía dưới có cỡ nào thâm hậu nội tình quản chi lúc này một thiếu thần chỉ là mượn ngự một phần nhỏ đạo thống lực lượng đó cũng là mênh mông như biển thao thao bất tuyệt Quanh một tiếng vang thật lớn liệt thiên cùng hủy bản thân cũng tự đầy đủ cường đại rồi nhưng ở một thiếu thần tương trợ phía dưới mượn ngự chu tương võ đình đạo thống lực lượng về sau thực lực thì càng là thoáng cái tăng vọt đi lên ở này trong một chớp mắt liệt thiên cùng hủy quanh thân bay lên từng đạo thần hoàng mỗi một đạo thần hoàng đều là ám tro như sắc tựa như mỗi một đạo thần hoàng đều là một cái theo thiết chế tạo thế giới đồng dạng kể từ đó mỗi một đạo thần hoàng đều là vô cùng nặng có thể áp sập chư thiên có thể nghiền áp chúng thần cẩn thận ta muốn ra đòn sát thủ rồi lúc này liệt thiên cùng hủy điên cùng hét lên một tiếng tại đây trong một chớp mắt chỉ thấy hắn miệng vừa mở ra oanh một tiếng vang thật lớn tự như toàn bộ thế giới môn áp bị mở ra đồng dạng đem làm liệt thiên cùng hủy miệng vừa mở ra thời điểm toàn bộ thiên địa đều tối xuống nó thực sự không phải là toàn bộ thiên địa thoáng cái lâm vào hắc ám mà là thoáng cái thiên địa lờ mờ rất nhiều đó cũng không phải có đồ vật gì đó che khuất bầu trời mà là đem làm liệt thiên cùng hủy mở ra miệng rộng thời điểm đó là điên cuồng mà cắn nuốt trong thiên địa thời gian ở này trong một chớp mắt, chỉ thấy trong thiên địa hết thảy quang minh đều tự như bị liệt thiên cùng hủy chỗ thôn phệ đồng dạng, bất luận cái gì ánh sáng đều hướng miệng đầy máu của hắn quăng đi, tự hồ cái này phiến thiên địa là bất luận cái gì ánh sáng tuyệt đều chạy không thoát miệng đầy máu của hắn bắt đồng dạng. Đem làm liệt thiên cùng hủy há mồm cắn nuốt thiên địa quang minh thời điểm, nhưng mà miệng đầy máu của hắn bên trong nhưng lại có một đoàn mười phần sáng ngời hào quang, cái này một đoàn quang minh tự hồ là gắn kết vô số nhật nguyệt tinh thần, dài dằng dặc năm tháng ánh sáng đồng dạng. Nhưng là, như vậy một đoàn quang minh tựa hồ bị bồn máu trong miệng rộng diện cường đại vô cùng lực lượng gắt gao túng ở đồng dạng, một sợi ánh sáng đều mơ tưởng theo trong miệng trốn tới, cho nên quản chi cái này một đoàn quang minh lại sáng ngời, lại chói sáng, cái kia đều là không làm nên chuyện gì. Nó ánh sáng căn bản liền chiếu xạ không đi ra. Lúc này chỉ thấy liệt thiên cuồng hủy chỉ là nhẹ nhàng mà khẽ hít, nghe được hai một thanh âm vang lên, võ trong đình không ít tu sĩ cường giả thoáng cái bị ảnh hướng đến, tại đây trong một nhịp hít thở tự thấy được trên người bọn họ hào quang thoáng cái bị liệt thiên cuồng hủy hút đi, nghe được cắt một tiếng, những này bị hút đi quang minh tu sĩ cường giả thoáng cái hóa thành cho bụi, trong nháy mắt phiêu tán mà đi. Những này thoáng cái trở thành cho bụi chu tương võ đình cường giả, bọn hắn chỉ sợ là chết đều không nhắm mắt, bởi vì bọn hắn ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Đây là thôn vệ năm tháng, tương lai năm tháng chứng kiến liệt thiên cùng hủy chỉ là khẽ hít, liền hút đi chu tương võ đình những này cường giả trên thân quan minh, những này cường giả thoáng cái hóa thành tro bụi, có đạo thống lão tổ nhìn ra mánh khóe, không khỏi hoảng sợ quát to một tiếng. Nguyên lai liệt thiên cùng hủy nhẹ nhàng khẽ hít, hút lấy đi không phải cái gì quan minh, mà là mỗi một người trong cơ thể năm tháng thời gian, nói đơn giản một điểm tựu là mỗi một người tuổi thọ, hắn thoáng cái hút đi người tương lai năm tháng thời gian, vậy thì tương đương ý nghĩa hắn thoáng cái hút đi người hết thảy tuổi thọ. Bị hút đi hết thảy thời gian người thoáng cái hóa thành cho bụi. Nghe được dạng này lão tổ mà nói, tất cả mọi người đều đánh một cái lạnh run, trong khoảng thời gian ngắn càng nhiều nửa người cách đây cái chiến trường rất xa, để tránh bị tai bay và gió, một khi bị liệt thiên cùng hủy hấp đi qua, vậy tan thành mây khói. Vương Đạo Hữu, nhìn xem đệ tử của chúng ta đến. Ngay tại liệt thiên cùng hủy một hơi hút đi không ít chu tương võ định đệ tử tánh mạng thời điểm, long tượng võ thần thanh âm từ từ vang lên. Sai lầm, thật có lỗi. Lúc này liệt thiên cùng hủy thét dài một tiếng. Đối với lý thất giả quá to, tiếp chiêu. Hai giữa một tiếng vang thật lớn, ở này trong một chớp mắt, liệt thiên cùng hủy bồn máu miệng rộng thoáng cái nhắm ngay lý thất giả, nháy mắt hướng lý thất giả hút đi, tại đây một tiếng vang thật lớn bên trong, tự như bầu trời ở giữa nhật nguyệt tinh thần đều chịu không được cái này một cổ đáng sợ hấp lực, thoáng cái bị hút vào, nháy mắt hóa thành vì bột mịn. Tại lúc này khẽ hít phía dưới, nghe được hai, một tiếng, không gian thời gian đều thoáng cái bị dắt đi qua, lý thất dạ chỗ địa phương hết thảy đều bị hấp đi qua, nháy mắt hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Tại lúc này khẽ hít phía dưới, chỉ thấy lý thất dạ cả người cũng bắt đầu tan rã đồng dạng, chỉ thấy lý thất dạ thân thể giống như là bùn chỗ tạo thành đồng dạng, chậm rãi phong hóa mất, cơ bắp gân cốt vậy mà chậm rãi biến mất, từ hồ đã hóa thành bột phấn, bị liệt thiên cuồng hủy hấp đi qua. Phải biết, liền thời gian đều chạy không khỏi liệt thiên cuồng hủy cái kia bồn máu miệng rộng bắt, chớ nói chi là những thứ khác cái gì sinh linh rồi, càng thêm khó với đào thoát liệt thiên cuồng hủy cái này khẽ hít rồi. Chỉ cần liệt thiên cuồng liệt há miệng khẽ hít, là hắn có thể hút đi ngươi hết thảy năm tháng thời gian, cho ngươi thoáng cái hóa thành tro bụi, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Chương 2448, Nhất tay bại địch Theo liệt thiên cùng hủy khẽ hít, lý thất dạ thân thể trong nháy mắt bị phân giải mất, chỉ thấy vô số nát bấy hướng liệt thiên cùng hủy bồn máu miệng rộng bay đi. Chứng kiến lý thất dạ thân thể tại trong nháy mắt đều bị phân giải mất, cái này nhường tất cả mọi người đều không khỏi hút một hơi hơi lạnh, liền lý thất dạ đều chịu không được như vậy thôn phệ, cái này có thể nghĩ đây là đáng sợ cỡ nào rồi. Lý thất dạ muốn thất bại sao? Có người giật mình nói. Khó mà nói, nhưng liệt thiên cùng hủy một chiêu này thật sự là quá kinh khủng. Nó là vô chiêu không thức, nhưng mỗi một người đều có tự mình năm tháng thời gian. Bây giờ nhìn lại lý thất dạ thân thể tại phân giải, người không biết chuyện tưởng rằng liệt thiên cùng hủy là tại cắn nuốt thân thể của hắn trên thực tế cũng không phải hắn là tại cắn nuốt thuộc về lý thất dạ năm tháng đây cũng chính là nói đây là lý thất dạ tại già yếu lúc lý thất dạ hết thảy năm tháng thời gian bị cắn nuốt mất về sau hắn sẽ chân chính chết già một vị đạo thống lão tổ thần thái ngưng trọng nói đây là không cách nào tránh né đấy mỗi một người đều có tự mình năm tháng chỉ cần liệt thiên cùng hủy hướng ngươi hít một hơi trừ phi ngươi có thể cùng hắn đối kháng, nếu không ngươi thời gian tuổi thọ cũng sẽ bị hắn hút đi, ngươi tự chết già mà đi, khô mục thành cho bụi. Tại liệt thiên cùng hủy một hơi hít sâu phía dưới, lý thất giả dạ thân thể lướt nhanh phân giải, trong nháy mắt, chỉ thấy lý thất giả dạ thân thể bị phân giải được không sai biệt lắm, cả người đều muốn hóa thành cho bụi, cái này rất giống là thân thể của hắn bị một tất lại một tất tróc bông đồng dạng, mỗi một tất cơ bắp gân cốt đều hóa thành bột phấn chứng kiến lý thất giả dạ thân thể muốn hoàn toàn phân giải rồi. Cái này nhường một thiếu thần cùng liệt thiên cùng hủy cũng không khỏi vì đó vui vẻ, tuy nhiên lý thất giả dạ công pháp vô song, chiêu thức vô song, nhưng là, thế gian lại có mấy người có thể tránh được tự mình năm tháng trôi qua đâu này. Đem làm năm tháng trôi qua thời điểm, không có bất kỳ công pháp có thể ngăn cản, cũng không có bất kỳ phương pháp có thể giữ lại đấy. Họ lý đấy, ngươi nhất định phải chết. Ở thời điểm này, một thiếu thần cũng không khỏi cùng tiếu một tiếng. Ba, một thanh âm vang lên, ngay tại lý thất giả thân thể muốn hoàn toàn bị phân giải thời điểm, bỗng nhiên ngay lúc đó từng sợi hào quang nổ tung thiên địa. Chỉ thấy lý thất giả cái kia bị phân giải thân thể thoáng cái nổ tung hào quang, mỗi một sợi hào quang là như vậy sáng chói, là như vậy ống ánh, là như vậy thuần túy. Như vậy từng sợi hào quang tại đây nháy mắt tách ra thời điểm thật giống như trăm triệu năm thời gian nháy mắt xông tới mà đến đồng dạng, mỗi một sợi hào quang nháy mắt khiến người vượt qua trăm triệu năm đồng dạng. Như vậy một màn quá rung động nhân tâm rồi, cái này rất giống là đổ thạch đồng dạng, đem từng tầng da đá bóc lột ra rồi, mắt nhìn cái này là một khối phế thạch rồi, nhưng cuối cùng áp đặt hạ thời điểm. Lộ ra bích lục hào quang, một khối tuyệt thế vô song bảo thạch tự muốn hiện thế rồi, như vậy kinh hỉ, đó là cỡ nào rung động nhân tâm sự tình. Như vậy cũng tốt như đào bảo tàng đồng dạng, đào một vạn trượng sâu, không có cái gì, tất cả mọi người đều cho rằng đây là phế mỏ rồi, nhưng cuối cùng một quốc đào xuống dưới thời điểm, bảo quan phóng lên trời, chân chính trọng bảo là chôn ở phía dưới cùng nhất, đây mới là trung động nhân tâm sự tình. Oanh, một thanh âm vang lên, ở này trong một chớp mắt, từng sợi hào quang nổ tung về sau, tại liệt thiên cùng hủy khẽ hít phía dưới. Hết thảy hào quang nháy mắt xông tới hướng về phía liệt thiên cùng hủy bọn hắn phanh một tiếng vang thật lớn, nhưng là, như vậy một nhúm hào quang không biết rõ có được lấy bao nhiêu năm tháng, nháy mắt xông tới mà đến, chỉ thấy liệt thiên cuồng hủy bồn máu miệng rộng trong cái kia đoàn hào quang thoáng cái bị oanh được nát bấy, lúc cái này bó hào quang nháy mắt xông tới hướng liệt thiên cùng hủy thời điểm, nghe được tư một thanh âm vang lên, ở này thạch hỏa điện quan tầm đó, liệt thiên cùng hủy cả người biến thành già nua không gì sánh được. Bởi vì hắn không chịu nổi như vậy năm tháng thời gian. Như vậy năm tháng thời gian thật sự là quá mức bàn bạc mênh mông rồi, nếu như nói liệt thiên cùng hủy có thể thôn phệ hồ nước lớn nhỏ năm tháng, như vậy lý thất giả cái này xông tới mà đến năm tháng thời gian chính là vô cùng vô tận tinh thần đại hải, có thể nháy mắt đem hắn hủy diệt. Tại đây bó hào quang xông tới mà đến nháy mắt, không chỉ là liệt thiên cùng hủy, tự là một thiếu thần đều bị liên lụy, hắn ta kêu to một tiếng, nháy mắt bị xông tới mất hơn một ngàn năm tuổi thọ, thoáng cái tóc trắng xóa tại đây bó năm tháng hào quang sông tới phía dưới, nghe được ba, một thanh âm vang lên. Liệt thiên cùng hủy không chỉ là thoáng cái già nua không gì sánh được, thân thể của hắn thoáng cái xuất hiện vô số khe hở, nháy mắt thân thể hóa thành vô số bột phấn, chỉ là tại đây một thời gian nháy mắt mà thôi, hắn cũng đã không cách nào thừa nhận như vậy năm tháng sông tới rồi. Võ thần tiền bối, ở thời điểm này, một thiếu thần càng thêm không được, hắn hét lên một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rốt cục một mặt ống ánh thần tường từ trên trời giáng xuống, nháy mắt chặn xong tới hướng liệt thiên cùng hủy cái kia một nhúm năm tháng hào quang. Từ, một thanh âm vang lên. Ở này thạch hỏa điện quan tầm đó, cái này một mặt ống ánh thần tường cũng đồng dạng ngăn không được, chỉ tới, phanh, một thanh âm vang lên, lúc mặt này thần tường hoàn toàn một nát thời điểm, thoáng cái nứt vỡ, hóa thành vô số bột mịn. Ở này thạch hỏa điện quan tầm đó, một thân ảnh cứu đi Liệt Thiên Cùng Hủy cùng một thiếu thần. Mọi người xem xét, cứu đi Liệt Thiên Cùng Hủy cùng một thiếu thần đúng là Long Tượng Võ Thần, chỉ thấy Long Tượng Võ Thần đã đem Liệt Thiên Cùng Hủy cùng một thiếu thần cứu đến một cái trôi nổi tại trên bầu trời thạch điện trước đó. Bị ném xuống đất, Liệt Thiên Cùng Hủy cùng một thiếu thần hai người đó là lăn bò liên tục bên cạnh lui về phía sau bên cạnh bò lên, giờ khắc này Liệt Thiên Cùng Hủy đã là già nua đến không thể lại già nua rồi, giống như chỉ còn lại có một hơi hơn nữa một thiếu thần là tóc trắng xóa, thoáng cái theo phong nhã hào hoa thanh niên biến thành gần đất xa trời lão nhân. Chứng kiến như vậy một màn, tất cả mọi người đều hút một hơi hơi lạnh, đây chẳng qua là trong nháy mắt tầm đó thì thôi, lý thất dạ tự nháy mắt không sai biệt lắm xong tới mất hai người bọn họ trong cả đời còn thừa còn lại hết thảy sinh mệnh thọ nguyên. Đây là cỡ nào chuyện kinh khủng, đây quả thực là so giết bọn chúng đi còn muốn khủng bố. Lúc này tất cả mọi người hướng lý thất dạ nhìn lại, ở thời điểm này tự như thiên địa về nguyên, thời gian ngược dòng tìm hiểu đồng dạng, lý thất dạ thân thể ngưng tụ, hào quang nội liễm, trong nháy mắt hắn xong nhưng không bệnh nhẹ đứng ở nơi đó, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, cả ngón tay cũng không có nhúc nhích một chút. Có thể nói, từ đầu đến cuối, lý thất dạ căn bản cũng không có ra tay, cũng không có phản kích, cứ như vậy đứng ở nơi đó, dễ dàng đánh bại liệt thiên cuồng hủy cùng ta sau năm tháng thời gian. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tự như dung dế không biết sông núi chi cực lớn. Lúc này Liệt Thiên Cùng Hủy một câu cũng không dám nói rồi, sắc mặt giật mình bạch, thật sự là hắn là bị Lý Thất Dạ dọa sợ, bởi vì hắn chưa từng có bái kiến có được lấy như thế bàn bạc mênh mông năm tháng thời gian người, người này hình như là trường sinh bất tử đồng dạng, cái này không khỏi quá kinh khủng a, à. trong khoảng thời gian ngắn, Liệt Thiên Cùng Hủy đều bị dọa mộng rồi hắn tự cho là ngạo đòn sát thủ tại lý thất giả cái này dài dằng dặc vô cùng năm tháng thời gian bên trong cái kia quả thực tự là không chịu nổi một kích vậy thì như một cái dung dế muốn nuốt hạ vô tận sông núi sông lớn đồng dạng đó căn bản chuyện không thể nào mặc dù nói liệt thiên cùng hủy hắn một chiêu này đòn sát thủ đã từng thôn phệ qua cùng hắn đồng nhất cấp bậc bất hủ thậm chí đối với hắn mà nói không có gì độ khó nhưng là tại lý thất giả trước mặt hắn thôn phệ căn bản liền không đáng một đồng quản chi lý thất dạ đứng đấy bất động nhường hắn thôn phệ cuối cùng chết cũng không phải lý thất dạ mà là chính bản thân hắn lý thất dạ tùy tiện một đoạn ngắn năm tháng thời gian xong tới mà đến hắn đều sẽ tan thành mây khói thoáng cái chôn vùi ở dài dòng buồn chán trong năm tháng trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều không khỏi ổn định hô hấp tất cả mọi người minh bạch cường đại như liệt thiên cùng hủy Vậy cũng căn bản không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, bọn hắn ở giữa thực lực kém quá cách xa rồi. Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Long Tượng Võ Thần trên người, nếu như nói hiện tại vạn thống giới còn ai có khả năng đánh bại đệ nhất hung nhân mà nói, như vậy không phải trước mắt Long Tượng Võ Thần không còn ai. Vạn thống giới đệ nhất cường giả. Đây cũng không phải là là hư danh nói chơi đấy, nhưng tại thời khắc này tất cả mọi người đều suy đoán cho rằng chỉ bằng vào cá nhân thực lực mà nói, chỉ sợ Long Tượng Võ Thần cũng yên nguyên không phải đệ nhất hung nhân đối thủ. giờ này khắc này, mọi người suy nghĩ chứng kiến cũng không biết rõ Long Tượng Võ Thần trưởng ngự Chu Tương Võ Đình Đạo Nguyên lực lượng đến thế nào tình trạng rồi. nếu như Long Tượng Võ Thần không có hoàn toàn trưởng ngự Chu Tương Võ Đình Đạo Nguyên, kia chỉ sợ cũng huyền rồi. ngược lại, tại giờ này khắc này, tất cả mọi người khát vọng Long Tượng Võ Thần có thế đầy đủ cường đại nếu không quá yếu mà nói, một trận chiến này tự quá không có huyền niệm rồi, đệ nhất hung nhân tự chân chính không ai địch nổi rồi. Xem ra ngươi không biết rõ chết sống rồi. Lý thất giả liếc nhìn long tượng võ thần một cái, nhàn nhạt cười cười, nói ra. Người trong thiên hạ đều lặng lặng nhìn xem một màn này rồi, giờ này khắc này tất cả mọi người cũng không thấy được có cái gì đột ngột rồi, nếu có ai dám đối với vạn thống giới đệ nhất cường giả nói không biết rõ chết sống, đây tuyệt đối là không biết tự lượng sức mình, nhưng những lời này theo đệ nhất hung nhân trong miệng nói lúc đi ra. Tất cả mọi người không có cảm thấy lời này có cái gì chỗ không ổn. Tôn giá quá mức hùng hổ dọa người rồi. Long tượng võ thần từ từ nói, hôm nay cuối cùng là chúng ta chu tương võ đình ngày đại hỷ. Không, Lý thất dạ đã cắt đứt long tượng võ thần mà nói, cười lắc đầu nói ra, không có gì ngày đại hỷ, hôm nay chính là một cái bình thường thời gian mà thôi, đáng tiếc, các ngươi lại đem nó biến thành một cái đại tang ngày. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua một thiếu thần cùng Vương Thế Hoa, vừa cười vừa nói, ta muốn giết một người, ai cũng đỡ không nổi. Chỉ là ta không vội mà giết mà thôi. Đã có người muốn ngăn cản, ta đây cũng đúng lúc mang hộ bên trên. Tất cả mọi người nói ngươi vạn thống giới thứ nhất, cũng thế, hôm nay ta cũng đúng lúc tả hữu vô sự, bắt ngươi nóng người, lỏng loẹt gân cốt, ta cũng đã lâu không có lỏng loẹt gân cốt rồi, cũng gần sinh nghỉ rồi. Tất cả mọi người không khỏi cười khổ một cái, trên thế gian tầm đó, chỉ sợ cũng chỉ có đệ nhất hung nhân dám nói cầm vạn thống giới đệ nhất cường giả đến nóng người, lỏng loẹt gân cốt, nói như vậy đã là bá khí đến không thể lại bá khí rồi. Tôn giá là nắm chắc thắng lợi trong tay, long tượng võ thần hai mắt ngưng tụ. Chầm chậm vào lý thất dạ, từ từ nói. Không, lý thất dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, Vừa cười vừa nói, các ngươi này đẳng cấp, ta không có nắm chắc thắng lợi trong tay loại này thuyết pháp, chỉ có ta giết không giết các ngươi như vậy một cái ý niệm trong đầu mà thôi, cũng không có ta có thể hay không đánh bại các ngươi dạng thuyết pháp này. Ngươi sẽ cùng một con kiến nói nắm chắc thắng lợi trong tay nói như vậy sao? Chẳng qua là có nghĩ là muốn nhất chân giết chết nó mà thôi. chương 2449, hắc hổ đào tâm. Nghe được lý thất giả nói như vậy, ở đây không biết rõ có bao nhiêu người vì đó cứng lại tức, coi như là long tượng võ thần cũng không khỏi vì đó đồng tử co rút lại. Long tượng võ thần thế nhưng mà vạn thống giới đệ nhất cường giả, cho dù hắn không phải bất hủ chân thần trong đỉnh phong nhất tồn tại, nhưng muốn tại vạn thống giới tìm kiếm một cái có thể cùng long tượng võ thần chống lại người, đó là trải rác không có mấy, chớ đừng nói chi là là sao long tượng võ thần càng cường đại hơn tồn tại nhưng là quản chi long tượng võ thần như vậy để nhất cường giả đến lý thất giả trong miệng đã thành dung dế rồi trong khoảng thời gian ngắn như thế nào không cho người ở chỗ này vì đó hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn người ở chỗ này cũng không khỏi liếc nhìn nhau ở thời điểm này mọi người cũng không biết nên nói cái gì tốt lý thất giả cường đại là tất cả mọi người rõ như ban ngày đấy mọi người cũng đều thừa nhận đệ nhất hung nhân cường đại vô cùng, thậm chí có thể nói có khả năng so về long tượng võ thần đến chỉ mạnh không yếu. Nhưng là, đem long tượng võ thần nói thành dung dế, không ít người đều cảm thấy lý thất dạ lời này thật sự là thật quá mức. Thậm chí có rất nhiều người đều cảm thấy đệ nhất hung nhân thật sự là quá mức cùng vọng. Mặc dù nói, tất cả mọi người đã thành thói quen đệ nhất hung nhân cùng vọng, cũng đã quen rồi đệ nhất hung nhân hung hăng càng quấy, có thể nói nếu như có một ngày đệ nhất hung nhân không cùng vọng, không khoa trương, chỉ sợ mọi người còn không thói quen. Nhưng là, nếu quả thật đem long tượng võ thần so sánh dung dế, nói như vậy nhường không ít người đều cảm thấy thật quá mức, đệ nhất hung nhân nói như vậy thật sự là quá mức một điểm. Nếu như nói long tượng võ thần đều chẳng qua là dung dế mà thôi. Như vậy bọn họ là cái gì? Toàn bộ vạn thống giới tu sĩ cường giả là cái gì? phóng nhãn toàn bộ vạn thống giới, cái kia ngàn vạn đạo thống được coi là cái gì? Nếu như long tượng võ thần đều là dung dế mà nói, thiên hạ tu sĩ, chỉ sợ hợp thành vì con kiến là lâu tư cách đều không có. Đúng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không ít tu sĩ cường giả đều cảm thấy lý thất dạ lời này thật quá mức, đặc biệt là có thế hệ trước cường giả, không khỏi có chút căm giận bất bình, hừ một tiếng nói ra, mặc dù nói đệ nhất hung nhân là cường đại vô cùng, nhưng là cái này cũng thật quá mức a. À. Đây quả thực là hữu ý nhục nhã Long Tượng Võ Thần nha, cái này cũng không tránh khỏi có quá mức có sơ suất phong độ đi à nha. Dù sao, đối với thế hệ trước cường giả mà nói, Long Tượng Võ Thần đại biểu cho thế hệ trước nhất thực lực cường đại, hiện tại lý thất giả như thế xem nhẹ Long Tượng Võ Thần, cái này nhường thế hệ trước tu sĩ cường giả trong nội tâm đương nhiên là không thoải mái rồi. Đã như thế, cái kia kính xin chỉ giáo Lúc này Long tượng võ thần ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi từng bước một đi ra, từng bước một hướng đi bầu trời. Lúc này Long tượng võ thần không có lựa chọn. Lý thất giả đã sát nhập vào bọn hắn chu tương võ đình, hắn cường ngạnh tư thái đã không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống rồi, bọn hắn chu tương võ đình hoặc là gượng chống đến cùng, hoặc là tự là đồng ý lý thất giả điều kiện. Tuy nhiên lý thất giả mà nói mười phần bá đạo, nhưng Long tượng võ thần cũng không có tức giận, hắn từng bước một đạp vào bầu trời, tự như không ăn khói lửa đồng dạng, từng bước một đi đến bầu trời thời điểm, hư không lưu lại hắn một cái lại một cái dấu chân. Hơn nữa long tượng võ thần từng bước một hướng đi bầu trời thời điểm. Hắn từng cái bước chân đều rất chỉnh tề, mỗi một bước ở giữa khoảng cách là giống như đúc đấy, không chút nào chênh lệch, như vậy mỗi một bước nhỏ hình như là cầm cây thước đến lượng qua đồng dạng, mỗi một bước tầm đó có thể nói là chính xác đến từng tí ti càng quan trọng hơn là long tượng võ thần mỗi một bước phóng ra thời điểm thực sự không phải là tận lực mà làm mà là mười phần tùy ý cứ như vậy tùy ý từng bước một đạp vào hư không nhưng mỗi một bước lại chuẩn xác không gì sánh được đây là cỡ nào thực lực cường đại mỗi một bước tầm đó cũng đã ẩn chứa hắn đại đạo luật vận cái này cũng ý nghĩa long tượng võ thần đại đạo luật vận chuẩn xác đến không chút nào chênh lệch vậy thì ý nghĩa một khi là long tượng võ thần ra tay mỗi một chiêu mỗi nhất thức ở giữa biến hóa có thể tinh chuẩn đến theo tí ti đến cân nhắc, từng chiêu từng thức tinh chuẩn đến tí ti thời điểm, vậy thì ý nghĩa mỗi từng chiêu từng thức đều là thu phóng tự do, đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, thậm chí có khả năng đi truy đuổi đỉnh hào như vậy cấp độ. Tục ngữ thường nói, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, bình thường tu sĩ cường giả nhìn không ra trong này huyền cơ nhưng chân chính đạo thống lão tổ nhìn xem long tượng võ thần từng bước một đạp vào hư không thời điểm tự thoáng cái sắc mặt ngưng trọng biết rõ cái này từng bước một tầm đó ý vị như thế nào rồi cũng biết long tượng võ thần đáng sợ có chút ý tứ muốn khiêu chiến của ta đỉnh hào cũng thế ta hãy theo ngươi luyện tập lý thất dạ nhìn xem hư không lưu lại vân chân nhàn nhạt vừa cười vừa nói lý thất dạ đi lên hư không tùy ý tự tại không có để lại cái gì dấu vết tự như người bình thường đồng dạng. Nhưng lúc Lý Thất Giả đứng tại đối diện thời điểm, Long Tượng Võ Thần lại thần thái ngưng trọng. Hắn cũng không có chút nào coi thường, bởi vì tại Lý Thất Giả xông qua một nhân hạng thời điểm, hắn sẽ đem hết thảy thu hết vào mắt. Long Tượng Võ Thần tại chiêu thức biến hóa phía trên suy nghĩ cả đời, có thể nói, từng chiêu từng thức, hắn là thu phóng tự do, chiêu thức của hắn biến hóa là 10 phần tinh chuẩn, nhưng Lúc chứng kiến Lý Thất Dạ xông vào một nhân hạn thời điểm, cái này cho hắn đã mang đến rung động thật lớn. Chiêu thức của hắn biến hóa đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng rồi, tinh chuẩn đến tí ti tình trạng rồi, nhưng là, lúc vừa thấy Lý Thất Dạ tại xông qua một nhân hạn thời điểm. Hắn mới phát hiện đây mới thực sự là đỉnh hào. Cũng chính bởi vì như thế, Long tượng võ thần một đôi quyết bên trên Lý Thất Dạ cũng không có oanh ra cái gì vô địch binh khí không có thi xuất cái gì có một không hai tổ thuật, hơn nữa bằng bình thường đơn giản nhất với tư cách thức bắt đầu. Đạt đến bọn hắn như vậy cấp độ bất hữu tồn tại mà nói, tu luyện qua cái gì tuyệt thế công pháp, tìm hiểu cái gì vô địch chi thuật, cái này đều đã chẳng có gì lạ quái, đến bọn hắn tầng thứ này, chú trọng hơn chính là từng chiêu từng thức biến hóa, đây là nhường từng chiêu từng thức quy lực vô hạn mở rộng. Chứng kiến Lý Thất Dạ cùng Long Tượng Võ Thần hai người đứng tại trong hư không, tuy nhiên lý thất dạ thần thái tùng nhẹ tự tại nhưng là xa xem hết thảy tu sĩ cường giả đều ổn định hô hấp coi như là lại đần người cũng biết mặc dù nói hai người bọn họ lúc này thoạt nhìn gió êm sóng lặng hai người bọn họ đều không có kinh thiên thần uy không có sụp đổ thiên diệt lực lượng nhưng là một khi hai người bọn họ ra tay từng chiêu từng thức nhất định là tàn sát ma diệt thần long tượng võ thần nhìn xem lý thất dạ lý thất dạ vẫn là tùy ý đứng ở nơi đó giờ này khắc này hắn ở trong mắt long tượng võ thần. Khắp nơi là sơ hở, bất luận cái gì một chỗ sơ hở đều có thể cho hắn một kích trí mạng. Nhưng, long tượng võ thần cũng hiểu được, đạt tới như vậy cấp độ, đã không quan tâm tại sơ hở không thể phá tráng rồi, bởi vì sơ hở vật như vậy đối với bọn hắn mà nói đã là không có ý nghĩa rồi. Thỉnh giáo Long tượng võ thần từ từ ông quyền, quản chi hai người bọn họ sẽ phải sinh tử đánh cực một lần rồi, nhưng Long tượng võ thần vẫn không có nộ khí trùng thiên hoặc là sát ý dạt dào dáng dấp ngược lại càng lộ ra bình tĩnh càng là sinh tử đánh cược một lần hắn càng lộ ra bình tĩnh ra tay đi lý thất giả tùy ý cười cười nói ra ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi từng chiêu từng thức tầm đó đáng đo đến thế nào trình độ đắc tội Long tượng võ thần cũng không câu nệ cũng không khách khí nhấc tay liền hướng lý thất giả nhào tới một chiêu lên liền lớn đến gần lý thất dạ, nhưng cùng một chỗ tay, không có vang trời uy lực, cũng không có chiếu sáng thần quan, toàn bộ rất bình thường dáng dấp, một chiêu nhào tới, hơn nửa nhất tay một chiêu chính là hát hổ đào tâm. Hát hổ đào tâm, một chiêu thức bắt đầu như vậy, chỉ sợ nói ra đều làm cho người ta không cách nào tin nổi. Không muốn nói tu sĩ, coi như là luyện qua hai ngày hoa màu đem thức người đều sẽ một chiêu như vậy, hát hổ đào tâm. Có thể nói, một chiêu hát hổ đào tâm cái kia đã là đơn giản đến không thể lại đơn giản một chiêu rồi, một chiêu này vô cùng đơn giản, hắc hổ đào tâm, không có gì chiêu thức biến hóa có thể nói rồi. Bởi vì cho dù một cái phổ thông đến không thể lại bình thường võ sư một dùng hắc hổ đào tâm, vậy cũng có thể cùng long tượng võ thần giống như đúc. Một chiêu hắc hổ đào tâm tự đi ra, lúc này nhường rất nhiều tu sĩ cường giả mộng ở, đều ngốc tại chỗ đó. Không biết bao nhiêu người ngay từ đầu còn tưởng rằng Long tượng võ thần ra tay liền kinh thiên, một chiêu cái gì tuyệt thế công pháp hoặc là cái gì võ tổ 12 thức các loại, nếu không được cũng là chu tương võ đình một ít tiếng tâm lừng lấy chiêu thức công pháp. Khiến người không có nghĩ đến chính là, Long tượng võ thần ra tay, chính là một chiêu hát hổ đào tâm, hơn nữa một chiêu này hát hổ đào tâm không có gì kinh thiên động địa lực lượng hoặc biến hóa, tự là một chiêu như vậy bình thường hát hổ đào tâm đánh về phía lý thất dạ thoáng cái không biết bao nhiêu người xem mắt choáng váng. Cũng cảm giác mình phải hay là không hoa mắt, thậm chí có người còn tại cân nhắc, long tượng võ thần một chiêu như vậy, hát hổ đào tâm, phải hay là không cất giấu có cái gì kinh thiên động để biến hóa. Chiêu này, hát hổ đào tâm, biết hay không có hắn ảo diệu của hắn, có chúng ta không hiểu ảo diệu đâu này. Có thế gia trưởng lão một đôi mắt mở sâu sắc đấy, chầm chầm vào một chiêu như vậy, hát hổ đào tâm, tại suy nghĩ. Đáng tiếc cái này cũng không có mọi người suy nghĩ giống như kinh thiên động địa tuyệt thế vô song biến hóa tự là một chiêu vô cùng đơn giản hắc hổ đào tâm đánh về phía lý thất giả dạ. lúc này tại tất cả mọi người xem ra long tượng võ thần một chiêu hắc hổ đào tâm thi xuất đến một chút cũng không giống vạn thống giới đệ nhất cường giả càng giống là một cái vừa học được thời gian vài ngày phạm nhân võ sư thu phát tự do trôi chảy trót lọt chân chính xem hiểu long tượng võ thần một chiêu này, hắc hổ đào tâm, đạo thống lão tổ không khỏi sợ hãi tháng phục một tiếng. Long tượng võ thần một chiêu, hắc hổ đào tâm, không tại ở biến hóa của nó, ở chỗ hắn đánh về phía lý thất dạ một quyền này, tuy nhiên một quyền này của hắn nhìn không ra cái gì uy lực. Nhưng cái này thoạt nhìn bình thường không gì sánh được một quyền, đó là có thể hủy thiên diệt địa. Mọi người xem không ra có cái gì uy lực, đó là bởi vì một quyền này đã thu phát tùy tâm, chỉ có chân chính oanh kích đến lý thất dạ thời điểm mới có thể chân chính bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng đây cũng chính là ý nghĩa long tượng võ thần một quyền này hắc hổ đào tâm không có đánh tới lý thất dạ lồng ngực thời điểm một chiêu này sẽ không lãng phí mất tí ti lực lượng đúng là bởi vì như thế long tượng võ thần một quyền này bình bình thường thường nhưng nếu như dạng này một quyền chân chính đánh tới một tôn bất hủ trên thân cho dù không chết đó cũng là trọng thương thử nghĩ một chút phóng nhãn toàn bộ vạn thống giới, lại có mấy người dựa vào một chiêu bình bình thường, thường thường, hát hổ đào tâm, đánh chết hoặc trọng thương một tôn bất hủ đây này. Chỉ sợ cũng chỉ có long tượng võ thần có thể làm được rồi. Chương 2450, một chiêu định thắng bại. Phanh một thanh âm vang lên, ngay tại rất nhiều người không hiểu một chiêu này, hát hổ đào tâm tảo diệu thời điểm, Lý thất dạ đã chặn một chiêu này rồi. Chỉ thấy Lý thất dạ chỉ là đại trưởng một trương, vừa đúng chặn long tượng võ thần một chiêu này, hắc hổ đào tâm, một chiêu như vậy, hắc hổ đào tâm, đánh tới trước ngực nháy mắt bị Lý thất dạ bàn tay lớn ngăn trở, mà Lý thất dạ bàn tay lớn một khét, tự như vạn điểu về tổ. Hơn nữa tự hồ Lý thất dạ thực sự không phải là tận lực như vậy một trưởng ngăn trở sụp đổ đến một quyền. Hắn mười phần tùy ý, mười phần tự tại, tự hồ hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, hết thảy đều tự thành kết cấu đồng dạng. Tại đây trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều có như vậy một cái ảo giác, không phải long tượng võ thần trước ra một chiêu hát hổ đào tâm, mà là lý thất Dạ ngay từ đầu tự là bàn tay ngăn cản tại đó, nằm ngón tay khẽ nhất, sau đó mới có long tượng võ thần một quyền sụp đổ đi qua. Hơn nữa long tượng võ thần một quyền cũng mười phần vừa đúng đất sụp đến lý thất dạ trên bàn tay đây hết thảy ở này trong một chớp mắt hình như là điên đảo rồi nhân quả đồng dạng đây mới là nhất chỗ đáng sợ nếu như nói long tượng võ thần một quyền một khi bị đánh trúng cái kia chính là hủy thiên diệt địa nhưng lý thất dạ bàn tay lớn một trương thời điểm liền điên đảo rồi nhân quả cái kia chính là tương đương sửa chữa hết thảy rồi hủy thiên diệt địa biến thành vạn vật phục hồi như cũ hết thảy sự tình đều không có phát sinh đồng dạng cho nên lúc này mọi người xem đến chính là lý thất dạ bàn tay nắm long tượng võ thần nắm đấm, như vậy tự nhiên, như vậy tùy ý. Cái này thoạt nhìn hình như là bằng hữu tầm đó hai người chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái bàn tay cùng nắm đấm. Nhưng chân chính có thể hiểu được một quyền này một chưởng ảo diệu nhân tài sẽ minh bạch, tại bọn hắn quyền chưởng tầm đó chỗ bộc phát lực lượng đã đầy đủ đáng sợ hủy diệt một cái thế giới, cái gì chân thần, cái gì bất hủ, tại đây một quyền một chưởng tầm đó liền tan thành mây khói song phương một phát tay không có kinh thiên động địa nhưng bọn hắn ở giữa một quyền một chưởng tầm đó chỗ chất chứa lực lượng có thể hủy diệt thiên địa ở này trong một chớp mắt long tượng võ thần đồng tử co rút lại bởi vì lý thất dạ một chưởng ngăn trở một quyền này của hắn về sau năm ngón tay hơi khép bàn tay bao trùm quả đấm của hắn có thể nói lý thất dạ lực lượng không phải đặc biệt đại cũng không có nói xoa bóp hắn nắm đấm phát đau nhất Lý thất dạ bàn tay lực lượng vừa đúng lúc, vừa mức chỗ tốt, thậm chí khiến người cảm thụ không đến bàn tay của hắn đã cầm nắm đấm. Chính là như vậy vừa đúng nắm chặt, nhưng Long tượng võ thần nháy mắt cảm giác nắm đấm của mình đã bị đúc định rồi đồng dạng, tự ngừng lại tại lúc này một động tác trên, không chỉ là quả đấm của hắn, thậm chí cả người hắn đều thoáng cái bị định dạng rồi đồng dạng. Bởi vì lý thất dạ lực lượng tin chuẩn đến không cách nào tính toán tình trạng, nháy mắt vừa vặn khống chế được hắn cả người thân thể quản chi hắn tóc có một tia một sợi bị gió thổi đồng cũng bị lý thất giả lực lượng vừa vặn cho khống chế được rồi có thể nói thông qua long tượng võ thần một quyền này lý thất giả tin chuẩn đến không gì sánh kịp lực lượng khống chế được long tượng võ thần toàn thân mỗi một tia hào biến hóa loại này khống chế thậm chí để cho người không cách nào phát giác thậm chí khiến người tự nhận là là tự mình nếu như vậy đứng đấy là tự mình muốn bảo trì như vậy một cái tư thái, là thân thể của mình mỗi một bộ phận mỗi một cửa tiết tại lúc này một cái tư thái phía dưới là nhất cân đối đấy. Tự là tại loại này lý thất dạ dịu đến đỉnh hào lực lượng dưới sự khống chế, khiến người sinh ra bản thân thôi miên ảo giác, cho nên, nếu như lúc này đạo hành hơi hơi kém một điểm người, tại lúc này dịu đến đỉnh hào dưới sự khống chế, đã là hoàn toàn không có biện pháp phản kháng, chỉ cần lý thất dạ lại thoáng tăng một chút lực lượng, liền có thể đưa người vào chỗ chết bởi vì tại lý thất giả dạ lúc này dịu đến đỉnh hào lực lượng dưới sự khống chế long tượng võ thần toàn thân lực lượng đã thoáng cái đạt đến nhất cân đối trạng thái chỉ cần lý thất giả dạ lại thêm một chút lực lượng liền đạt đến loại này cân đối một khi cân đối bị đánh phá long tượng võ thần toàn thân khủng bố vô cùng lực lượng sẽ tại đây trong một chớp mắt nổ bung thoáng cái có thể để cho cả người hắn tự bạo bỏ mình cái này rất giống một người tu luyện đến mạnh nhất trạng thái thời điểm lúc tất cả lực lượng đạt tới đỉnh phong nhất thời điểm chỉ cần có một tia hào đầy tràn đều sẽ khiến người thoáng cái tẩu hỏa nhập ma tự bạo bỏ mình một chiêu phía dưới vậy mà tại lý thất dạ trong lòng bàn tay này làm sao không cho long tượng võ thần trong nội tâm cả kinh đồng tử co rút lại đây này kinh khủng nhất chính là quản chi lúc này trong lòng của hắn cả kinh đồng tử co rút lại như vậy tí ti lực lượng biến hóa đều đồng dạng tại lý thất dạ trong khống chế tí ti biến hóa đều chạy không khỏi lý thất giả khống chế đây là cỡ nào chuyện đáng sợ suy một thanh âm vang lên ở này thạch hỏa điện quan tầm đó long tượng võ thần còn là phá vỡ như vậy vi diệu cân đối long tượng võ thần cuối cùng là long tượng võ thần tại thời gian ngắn nhất ở trong hắn chủ động xuất kích nháy mắt do quyền biến tay dường như linh xà đồng dạng nháy mắt trượt thoát khỏi lý thất giả nắm giữ như linh xà thăng thiên đồng dạng nhảy không mà lên đánh vỡ cái này một phần hoàng mỹ cân đối. Phanh, một thanh âm vang lên, tại đây trong một chớp mắt, long tượng võ thần thoát khỏi khống chế, nhưng là mất đi cân đối lực lượng nháy mắt nổ tung rồi, đem hư không nổ nát bấy, long tượng võ thần đông 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 liền lùi lại vài bước, đạp toái hư không, mới thật không dễ dàng đứng vững vàng chân. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người từ đầu đến cuối đều không có nhìn ra bọn hắn tầm đó từng chiêu từng thức ảo diệu, cũng không có nhìn ra bọn hắn tầm đó từng chiêu từng thức ở giữa hung hiểm. rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không biết, tại đây một quyền một chưởng tầm đó có thể đưa người tại sinh tử, không chút nào khoa trương nói, tại vừa mới một quyền một chưởng tầm đó, long tượng võ thần đã tại quỷ môn quan chạy rồi một chuyến. ở này, quanh trong một tiếng nổ vang, toàn bộ hư không bị tạc được nát bấy rồi, mọi người cho dù nhìn không ra bọn hắn tầm đó một quyền một chưởng tầm đó đến cỡ nào ảo diệu có kinh khủng bực nào, lúc này cũng biết một quyền này một chưởng ở giữa uy lực thì cỡ nào cường đại rồi, như vậy bạo tạc nổ tung uy lực, quả thực tự là có thể nháy mắt đem hết thảy chân thần nổ nát bấy. Như vậy một màn, nhưng rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi đánh một cái lạnh run, xem không hiểu không có sao, như vậy vừa nổ tung, tự khiến người biết rõ có thể đủ muốn bất luận kẻ nào tánh mạng, uy lực như vậy chỉ sợ cũng chỉ có long tượng võ thần như vậy tồn tại mới có thể đã nhận lấy. Nếu như nói long tượng võ thần đã đạt đến thu phát tùy tâm, lô hỏa thuần thanh tình trạng. Như vậy đệ nhất hung nhân cũng đã là đạt đến đỉnh hào, nhất cực hạn nhất đỉnh hào, chỉ sợ không người có thế siêu việt đỉnh hào. Có một vị cường đại không gì sánh được đạo thống lão tổ nhìn ra hai người bọn họ từng chiêu từng thức ở giữa ảo diệu, không khỏi hoảng sợ nói, đệ nhất hung nhân đã đạt đến giơ tay nhất chân tầm đó liền có thể lấy tánh mạng người ta tình trạng rồi, long tượng võ thần cùng hắn có rất lớn khoảng cách không cách nào tới so sánh với. Nghe thế vị lão tổ mà nói, không biết bao nhiêu người hút một hơi hơi lạnh, hoảng sợ biến hóa, long tượng võ thần thế nhưng mà vạn thống giới đệ nhất cường giả nha. Vậy mà cùng đệ nhất hung nhân có rất lớn khoảng cách, vậy quá là đáng sợ. Trước đó, cũng từng có người suy đoán qua, đệ nhất hung nhân có khả năng mạnh hơn long tượng võ thần đại, nhưng cường đại được cũng có hạn, hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải như vậy một sự việc chiêu thức biến báo, lực lượng đáng đo, ta đây là múa búa trước cửa lỗ ban, không biết tự lượng sức mình. Long tượng võ thần lúc này thần thái ngưng trọng, từ từ nói. Long tượng võ thần tại đây một phương diện có thể tự thành đại gia, nhưng một chiêu giao thủ, liền biết rõ tại đây một phương diện tự mình xa không bằng lý thất dạ. Muốn không nhận thua đều không được. Long tượng võ thần cái này lời vừa nói ra, không biết bao nhiêu trong lòng người vì đó chấn động, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh từ đầu đến cuối long tượng võ thần chỉ là ra một chiêu hắc hổ đào tâm mà thôi mà lý thất dạ cũng chỉ là bình thường trương một chút bàn tay mà thôi một quyền một chưởng liền biết thắng bại cái này không khỏi quá mức hoảng sợ nghe nói đi à nha chỉ có những cái kia chân chính hiểu được một quyền này một chưởng ảo diệu đại đạo lão tổ đây mới thực sự là rung động bởi vì tại đây một chiêu một chưởng tầm đó long tượng võ thần đích thật là thua thậm chí có thể nói chỉ kém một điểm long tượng võ thần tự ném đi tánh mạng của mình tưởng tượng một chút một chiêu này một chưởng tầm đó là đến cỡ nào hung hiểm có cái gì tuyệt chiêu liền dùng ra a à? lý thất dạ tùy ý cười cười bình thản nói tốt ta đây tự không biết tự lượng sức mình rồi long tượng võ thần thật sâu hô hít một hơi lúc này hắn cũng không có lựa chọn biết rõ lý thất dạ thâm bất khả trắc hắn cũng phải một trận chiến đến cùng Oanh một tiếng vang thật lớn ở này trong một chớp mắt toàn bộ vạn thống giới bị mênh mông biển lớn bao phủ cái này không chỉ là chu tương võ định cái này đạo thống mà là toàn bộ vạn thống giới ở này trong một chớp mắt bị dìm ngập mất xứng đáng sợ mênh mông biển lớn nháy mắt bao phủ thiên địa thời điểm tất cả mọi người đều thoáng cái cảm thấy hít thở không thông tất cả mọi người đều rung động nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia vô cùng mênh mông biến cả thoáng cái bao phủ toàn bộ thế giới ung um, ung um bò o oh một tiếng giống như minh, một cái voi lớn bước vào mênh mông biển lớn, cái này voi lớn đã là cực lớn đến không cách nào hình dung đâu này, đem làm nó một cái chân bước vào mênh mông biển lớn thời điểm. Tóe lên đến sóng biển tự bay thẳng ức vạn trường độ cao, nháy mắt cuồng sạch, thoáng cái tự như có thể đem bầu trời trong nhật nguyệt tinh thần chụp được đến đồng dạng. Không trung là một chân bước vào biển cả chỗ tóe lên bọt nước mà thôi, cái này có thể tưởng tượng như thế một cái con voi cực lớn đến thế nào trình độ, thậm chí có thể nói, như vậy một cái voi lớn, nó bản thân chính là một cái thế giới. Hương Tượng Độ Giang chứng kiến như vậy một màn, tất cả mọi người đều vì đó rung động, không khỏi hét lên một tiếng, võ tổ 12 thức một trong. Long Tượng võ thần ra tay. Chính là Hương Tượng Độ Giang, hơn nửa một chiêu này quanh ra đến, không có bất kỳ dấu hiệu, chấn nhiếp lấy tất cả mọi người. Muốn biết trước đó, võ băng ngưng đã từng gây ra qua, Hương Tượng Độ Giang truy phong thần ẩu cũng thử qua hương tượng độ gian, nhưng là bọn hắn chỗ thi triển uy lực cùng long tượng võ thần so sánh với đến, cái kia thật sự là kém được quá xa rồi. Trước kia võ băng ngưng chỗ thi triển đi ra, hương tượng độ giang cùng long tượng võ thần hiện tại một so sánh với, vậy cũng chỉ là tiểu đã tiểu nháo mà thôi, thậm chí có thể nói, võ băng ngưng một chiêu hương tượng độ giang. Cái kia chẳng qua là tiểu thuật mà thôi. Rõ ràng là đồng dạng một chiêu hương tượng độ giang, nhưng ở thời điểm này thoạt nhìn, hoàn toàn giống như là không đồng dạng như vậy chiêu thức đồng dạng, quy lực kém thật sự là quá xa rồi. Hương tượng độ gian Lý thất giả chứng kiến như vậy một màn, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười một chút. Chương 2451, Nam Lý Cổ Lãng Oanh, một thanh âm vang lên, ngay tại trong một chớp mắt, cái thứ hai mênh Mông biến cả bao phủ toàn bộ vạn thống giới, tại đây trong một chớp mắt, hai cái mênh Mông biển lớn thoáng cái trọng điệp, người có thể tưởng tượng một chút hai cái biến cả nháy mắt đem toàn bộ vạn thống giới bao phủ tình cảnh. Cùng lúc đó, một cái khác đầu voi lớn xuất hiện, cái này một đầu voi lớn một chút cũng không so lông tượng võ thần cái kia một đầu voi lớn nhỏ, đem làm hai ngày voi lớn đứng ở nơi này vạn thống giới tất cả một phương thời điểm, tự hồ toàn bộ vạn thống giống như đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Tự hồ lại tiếp tục như vậy, toàn bộ vạn thống giới đều sẽ bị cái này hai cái voi lớn dẫm được nát bấy. Hương tượng độ giang, chứng kiến lý thất giả dạ thi triển ra giống như đúc, hương tượng độ giang, tất cả mọi người đều cũng không ngoài ý muốn rồi, bởi vì một chiêu này cũng không phải là là lần đầu tiên tại lý thất giả dạ trong tay đã xuất hiện rồi. Hương tượng độ giang, long tượng võ thần hai mắt ngưng tụ, chầm chầm vào lý thất giả dạ một chiêu này, hương tượng độ giang, trong khoảng thời gian ngắn hắn đều nghi ngờ, cũng không biết lý thất giả dạ một chiêu này hương tượng độ giang là thật là giả thậm chí có thể nói chính hắn nhìn không ra lý thất giả dạ một chiêu này hương tượng độ giang là lý thất giả dạ bản thân tu luyện mà thành còn là lý thất giả dạ dùng mặt khác thần kỳ công pháp vẽ mà thành nếu như nói một chiêu này hương tượng độ giang là lý thất giả dạ tu luyện mà thành long tượng võ thần lại cảm thấy không làm sao có thể lý thất giả dạ căn bản không phải là bọn hắn chu tương võ đình đệ tử cho dù bọn hắn chu tương võ định đệ tử, cũng không nhất định có tư cách tu luyện một chiêu này, hương tượng độ giang. Nhưng, nếu như nói lý thất giả dạ một chiêu này, hương tượng độ gian chính là vẻ mà thành. Long tượng võ thần rất khó tin tưởng thế gian có thủ đoạn khác có thể vẽ một chiêu này, hương tượng độ giang. Dù sao, hương tượng độ gian chính là võ tổ 12 thức một trong, là bọn hắn chu tương võ đình cường đại nhất chiêu thức một trong, căn bản tựu không khả năng vẽ quan trọng nhất là, lúc này một chiêu này, hương tượng độ giang theo lý thất dạ trong tay thi triển đi ra, quy lực một chút cũng không kém gì hắn đang thi triển đi ra, hương tượng độ giang, cái này là nhượng long tượng võ thần vì đó khó với tin tưởng sự tình. Võ tổ 12 thức, tuy nhiên bọn hắn chu tương võ đình chỉ còn lại có ngũ thức. Nhưng long tượng võ thần có thể nói là tại đây ngũ thức bên trong đắm chìm cả đời, hắn rất khó tin tưởng thế gian còn có người thi triển ra hương tượng độ gian quy lực có thể so với hắn còn muốn lớn hơn tôn giá từ chỗ nào tu luyện ra chu tương võ định bất truyền bí mật lúc này long tượng võ thần thần thái ngưng trọng từ từ nói nghe giống như ta trọng luyện các ngươi bất truyền bí mật đồng dạng lý thất dạ cười lắc đầu nói ra cũng thế vậy hãy để cho ngươi nhìn một cái các ngươi chu tương võ định không có đồ vật lý thất dạ lời nói vừa rơi xuống liền thu hồi, hương tượng độ giang. Quản chi là uy lực thật lớn như thế, võ tổ 12 thức, tại lý thất dạ trong tay cũng là tùy tâm ứng tay. Rầm một thanh âm vang lên, ở thời điểm này lý thất dạ tiện tay một quyển, một đầu cá chép nhảy không mà lên, như vậy một đầu cá chép nhảy không mà nhắc đến thời điểm đã rơi vào hương tượng độ giang, mênh mông biển lớn bên trong, lúc nó rơi vào cái này vô cùng mênh mông trong biển rộng lúc, du lịch lên, tự như là trời cao biển rộng cái này đầu cá chép cũng không phải đặc biệt đại ít nhất so về có thể áp sập chư thiên voi lớn so sánh với đến trước mắt như vậy một đầu cá chép nhỏ đến thương cảm tự như tiểu bất điểm đồng dạng quản chi nói như vậy một đầu cá chép như một ngọn núi lớn nhỏ so về có thể chân đạp nhật nguyệt tinh thần hương độ đến đó cũng là nhỏ đến không có ý nghĩa nhưng cứ như vậy một đầu cá chép vừa thoát khỏi nhảy lên thời điểm tự cho người một loại ảo giác cái này một đầu cá chép bãi xuống vĩ thời điểm, tự hồ nó có thể đông đưa toàn bộ thế giới đồng dạng. Đúng là bởi vì như thế, như vậy một đầu cá chép toàn thân đường công khiến người thoạt nhìn là như vậy thể hình khỏe đẹp cân đối, là mạnh mẽ hữu lực như vậy, tự hồ đây là tất cả mọi người bái kiến đường công trong nhất hùng hậu mạnh mẽ đường công. Đặc biệt là cái kia eo tuyến, tự hồ là có thể nảy ra nhắc đến toàn bộ tinh không đồng dạng. Nam Lý Cổ Lãng, chứng kiến cái này một đầu cá chép nhảy lên thời điểm, long tượng võ thần không khỏi biến sắc. Rất nhiều người vừa nhìn thấy như vậy một đầu cá chép nhảy vào hương tượng độ giang, mênh mông biển lớn trong thời điểm còn không có có phản ứng gì, bởi vì so về vô cùng lớn hương tượng đến, dạng một đầu cá chép thật sự là quá không thu hút rồi, tất cả mọi người nhìn không ra cái gì ảo dịu. Nhưng đối với long tượng võ thần mà nói, vậy không đồng dạng rồi. Chứng kiến cái này một đầu cá chép nhảy lên thời điểm, vậy biết rõ đây là cái gì rồi. Nam Lý Cổ Lãng Nghe được Long tượng võ thần một tiếng thét kinh hãi về sau, có không ít đạo thống lão tổ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đây là võ tổ 12 thức, một trong nha. Nam Lý Cổ Lãng, cái này đâu chỉ là võ tổ 12 thức một trong nha, đây là Chu Tương Võ Đình thất truyền trong đó nhất thức. Chu Tương Võ Đình hiện tại chẳng qua là có được võ tổ 12 thức chi năm mà thôi, hiện tại lý thất dạ lại một lần nữa ra tay, vậy mà thi xuất trong đó thất truyền nhất thức. Này làm sao không cho long tượng võ thần chấn động? Mặc dù nói, trước đó một thiếu thần xưng là đã là tìm hiểu bọn hắn chu tương võ đình đã thất truyền võ tổ 12 thức, nhưng một thiếu thần vẫn không có thể xuất ra cụ thể cái đó một chiêu cái đó nhất thức, chỉ là diễn biến ra trong đó một ít biến hóa mà thôi, cũng chính bởi vì như thế. Vậy thì đầy đủ nhường Chu Tương Võ Đình đối với tín nhiệm của hắn rồi, thiên phú của hắn đích thật là không người tới sánh ngang. Nhưng là, lúc Lý thất dạ một thi triển ra một chiêu này, nằm Lý cổ lãng, thời điểm, cái kia hết thảy đều biến thành không đồng dạng rồi. Lý thất dạ đây là hàng thật giá thật nắm giữ bọn hắn chu tương võ định thất truyền, nằm Lý cổ lãng. Nếu như nói trước đó, Lý thất dạ một chiêu hương tượng độ giang có khả năng là dùng thủ đoạn khác vẽ đi ra đấy, như vậy giờ này khác này, long tượng võ thần rất rõ ràng, một chiêu này, nam lý cổ lãng căn bản tựu không khả năng là vẽ đi ra được rồi, bởi vì bọn hắn Chu Tương Võ Đình đều không có một chiêu này, ngoại nhân như thế nào vẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Tượng Võ Thần không khỏi đồng tử co rút lại, trước đó, Võ Băng Ngưng đã từng nói qua lý thất dạ thông thạo bọn hắn Chu Tương Võ Đình, võ tổ 12 thức. Nhưng hắn căn bản không tin tưởng. Long Tượng Võ Thần không tin nói như vậy cũng là nhân chi thường tình. Bởi vì bọn hắn Chu Tương Võ Đình đã sớm thất truyền rồi, võ tổ 12 thức, chỉ có được trong đó ngũ thức, trừ bọn họ ra thủy tổ bên ngoài, chỉ sợ trên thế gian tầm đó không còn có ai sẽ cái này 12 thức rồi, chớ nói chi là chính là một ngoại nhân rồi. Hiện tại Lý Thất Dạ một ngoại nhân vậy mà thật sự có được võ tổ 12 thức, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ở này trong một chớp mắt, long tượng võ thần động thủ, hắn một khi động thủ, tự không có chút nào dây dưa dài dòng, voi lớn một chân thẳng đạp mà đến, thẳng hướng lý thất dạ dẫm đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, vạn vật nứt vỡ, thử nghĩ một chút, cái này đầu hương tượng là bậc nào cực lớn, lúc nó một chân dẫm đến thời điểm nhật nguyệt tinh thần thoáng cái băng diệt, chỉ thấy vô số ngân hà tại dưới chân của nó nát bấy. Hương tượng một chân dẫm đến, có vô cùng sức nặng, nó có thể nháy mắt đạp toái thế gian hết thảy, quản chi là một cái cường đại đạo thống. Chỉ sợ cũng chịu không nổi như vậy một cước. Rầm một thanh âm vang lên, ở này một chân dẫm đến thời điểm, chỉ thấy nam lý cái đuôi bãi xuống, nháy mắt nhất lên ức vạn trường sóng lớn, chỉ thấy sóng lớn vang trời mà lên, đánh rớt bầu trời trong nhật nguyệt tinh thần, bị nhấc lên sóng lớn nháy mắt đánh qua, quản chi nóng rực không gì sánh được thái dương cũng sẽ thoáng cái bị dập tắt. Ngươi rất khó tưởng tượng, cái này một đầu cũng không phải đặc biệt lớn nam lý vậy mà có thể nhấc lên như thế sóng lớn, như thế sóng lớn đánh tới, tự như có thể lật tung toàn bộ thế giới đồng dạng. Tự hồ nam lý bên hông ẩn chứa thế gian lực lượng cường đại nhất đồng dạng, hơn nửa lực lượng như vậy là vô cùng vô tận bộc phát, chỉ cần nó bãi xuống cái đuôi, liền có thể đem toàn bộ thế giới lật tung. Phanh một tiếng vang thật lớn, hương tượng một chân giẫm nát cái này bị nhấc lên sóng lớn chi dạng, sóng lớn đánh tới, uy lực kia không gì sánh kịp, bọt nước thẳng đánh tới, uy lực của nó tuyệt đối không thua gì hương tượng một chân chi lực, có thể nháy mắt đem từng khỏa ngôi sao đánh cho nát bấy, đục lỗ từng cái ngân hà. Hương tượng một chân đạp tại sóng lớn phía trên. Cũng vừa mới lướt sóng mà đi, không thể đem toàn bộ đầu sóng trấn áp xuống dưới. Rầm tiếng thứ hai vang lên, ngay tại hương tượng đạp tại đầu sóng phía trên thời điểm, thứ hai sóng đến rồi, Nam Lý lại bãi xuống vĩ, thứ hai sóng cao hơn đệ nhất sóng, hơn nữa uy lực nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Nam Lý Cổ Lãng, ở nơi này là sóng biển, đây quả thực là tận thế, mỗi một lớp sóng đánh tới, cũng có thể đem một cái thế giới lấy được nát bấy, đáng sợ hơn chính là, nó bãi xuống vĩ bày sóng thời điểm, sẽ sóng sau cao hơn sóng trước, một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng, uy lực thì uy phong tăng vọt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, gặp thứ hai sóng đánh tới, hương tượng thét dài một tiếng, lại bước ra một chân cái này một chân bước ra thời điểm chỉ thấy thiên địa gào thét cái này một chân uy lực so vừa mới cái kia một chân càng thêm cường đại chỉ thấy cái này một chân chính là thần quang phun ra nuốt vào vạn đạo tràn ngập tự như là một cái đại thiên thế giới mở ra đồng dạng tại thời khắc này hương tượng sau lưng tự như là có ức vạn sinh linh vì đó gia trì đồng dạng tại vô cùng tín ngưỡng lực lượng phía dưới cái này liền được hương tượng cái này một chân uy lực cũng tùy theo tăng vọt tất cả mọi người đều nghe được phanh một tiếng vang thật lớn thứ hai chân đạp tại cái thứ hai đầu sóng phía trên một chân đạp phía dưới toàn bộ vạn thống giới đều đông đưa trong khoảng thời gian ngắn vạn thống giới không biết rõ có bao nhiêu người sắc mặt bạc màu tất cả mọi người sợ hãi lại một chân đạp xuống toàn bộ vạn thống giới đều bị đạp được nát bấy rầm thứ ba sóng đánh tới nam lý cổ lãng chỉ thấy nam lý lại bãi xuống vĩ lại là một lớp sóng phát lên thiên không thứ ba sóng đánh tới thời điểm, bọc nước cao cao thẳng đập trên xuống, sau phía trước hai sóng cũng không biết lớn đến gấp bao nhiêu lần. Ở này trong một chớp mắt, bọc nước đánh ra, đem toàn bộ ngôi sao đều bao phủ rồi, giống như vô số ngôi sao tại sóng lớn đập thời điểm, thoáng cái đều dập tắt, từng khỏa hàng tinh nháy mắt bị dội tắt mất. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đối mặt như vậy thứ ba sóng, hương tượng trấn áp không nổi, nháy mắt bị lấy được đã bay đi ra ngoài. Một đầu vô cùng lớn hương tượng, bị bọt nước thẳng đánh ra ngoài, nghe được oanh, 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 từng tiếng nổ mạnh, nháy mắt đụng nát vô số nhật nguyệt tinh thần. Đem làm voi lớn bị đập bay thời điểm, tự như tận thế đồng dạng. Toàn bộ thế giới bị đụng đến phá thành mảnh nhỏ, hết thảy sinh linh tại hương tượng thật lớn như thế không gì sánh được dưới thân thể, đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé, không có ý nghĩa.